Sử thượng đệ nhất yêu chương 131, đại loạn đấu. Là một trong những cường giả được phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra, Vader, tên gã người rắn, từng phụng mệnh của ông chủ chấp hành đủ loại nhiệm vụ khó khăn, nhưng hắn chưa từng cảm thấy lần nào quá dị như lần này, đối diện cảnh đồng bạn sắp tử vong, răng nanh dày đặc uy hiếp, gã đàn ông trước mắt này lại có thể không hề có chút khẩn trương cùng thương tâm nào, thật giống như chuyện này không hề liên quan gì tới hắn, ngươi thật sự không quan tâm ư, hoàn toàn không rõ tại sao lại như vậy, Vader cũng không dám vội động thủ, Trần Mặc cười hì hì nhìn lên cự xà, thậm chí còn mang theo nặc nặc tùy ý tiến lên vài bước, làm thủ thế xin cứ tự nhiên. Đừng khách khí, muốn ăn thì ăn đi, ta cam đoan là không có bất kỳ cạm bẫy gì. Từng, có cần ta hò vang cổ vũ không? Ngươi, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Nếu đổi thành một gã ngốc nghếch nào đó thì hẳn là đã không chút do dự xé nát con tin, nhưng Vader thiên tính giả hoạt, càng cổ vũ càng khiến hắn hồ nghi dừng lại, Trần Mặc bình thản ung dung cười cười, chợt nắm lấy một nắm cát, nhìn hạt cát chảy từ từ xuống từ kẻ ngón tay đừng dài dòng có giỏi thì ăn đi ta xem bằng không thì chỉ giỏi nói mồm lão tử khinh bỉ ngươi một 100 trăm năm một ngàn năm một vạn chữ năm còn chưa nói xong trần mặt đột nhiên nhảy bật lên chân trái đá ra nặc nặc không cho vader có cơ hội phản ứng nặc nặc đang bay giữa không trung cấp tốc điều chỉnh tư thế sau đó tức thì phát ra tạp âm liên tiếp sóng âm giống như thủy triều giận dữ từng đợt từng đợt liên miên không dứt vader chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng thế nhưng nó vẫn kịp tỉnh lại há cái miệng đầy răng nanh cắn xuống gia địch đang gần trong gan tất thế nhưng đúng trong chớp mắt này các bụi thắp trời đột nhiên nổi lên ánh sáng xanh như là mang theo sinh mệnh chật tụ tập về cùng một chỗ bị cái lồng bắt các bụi đột nhiên ụp xuống đầu cho dù lấy vây đơ thân lớn sức trâu cũng không khỏi hơi khựng lại không đợi hắn dãy đi ra qua oa dưới sức đẩy của trần mặt liền bay vụt sát qua cự xà đem gia địch cùng ngu mỹ nhân đoạt đi ra xa xa không đợi trần mặt hết giúp câu xa xa đã sớm gào thét vọt tới trước phần đầu xe không khoan nhượng hút mạnh khiến Vader bị kích bay lên, không đợi đống thịt khổng lồ kia hạ xuống, xa xa lại đột nhiên hất tung đuôi xe, chỉ nghe thấy một tiếng gãy xương giòn rụng, Vader nặng chừng cả tấn bay ngược ra mấy chục mét, lần nữa lão đảo ngã vào trong cái hố sâu ban nãy, ầm, uhm, xa xa không chút lưu tình đuổi sát, Giờ bánh trước lần thứ hai đập xuống, trực tiếp chọn mục tiêu là đầu Vader, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vader may mắn ngay tại chỗ quay đầu, khó khăn lắm né qua nguy hiểm một cái, mà bánh trước của xa xa nện trật mục tiêu lên đất, Khiến đất cát nhất thời bị cày tung lên, chiếc hộp gấm vốn bị vùi trong đất cát đột nhiên không hề báo trước mà xuất hiện, tiếp lấy nó, giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều chằm chằm lên chiếc hộp, nhưng cùng lúc với tiếng hô của Trần Mạch, Vader đã sớm nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi dài mấy mét quét tròn một vòng rồi chụp lấy chiếc hộp gấm, sau đó đập mạnh lên đầu rắn, trong một tiếng nổ vang, mảnh ngọc vỡ đã khảm sâu lên trán của cự xà, ánh sáng hồng nhất thời bao phủ toàn thân Vader, sẽ không phải, Trần Mạch đột nhiên có cảm giác hồi hộp bất an khó tả, theo bản năng lùi về sau mấy bước cơ hồ đồng thời vader chợt trích dài rồi bật dậy nương theo ánh sáng hồng tím mãnh liệt thiêu đốt toàn thân xà thân của hắn đột ngột kéo dài ra không biết từ lúc nào đã sinh ra thêm một cái sừng đen kịp cùng với hai chiếc móng vuốt sắc bén như đao chỉ trong khoảnh khắc quái vật kia đã dần dần chuyển hóa thành dao long hơn nữa là một con dao long đầu hổ dữ tợn cổ quái vốn ta dự tính đem hồn ngọc trình lên nhưng đã đến bước này phun ra hơi thở màu đen vader kêu phì phì thông thả bước tới yêu lực khuếch tán như ngưng thành thức chất áp lực khiến trần mặt cơ hồ không thể hô hấp mấy đồ điện đối mắt nhìn nhau một cái nhìn không được than thở nói lão đại chúng ta có nên thay đổi chiến lược chuồng đã không còn muốn chạy vader khẽ nhếch miệng lộ ra biểu tình châm chọc rồi đột ngột bay lên trời giống như sấm sét mà dậm xuống xa xa biết đã không thể tránh lui chỉ có thể vận khởi toàn bộ thanh mang dốc toàn lực vọt tới trước trong chớp mắt song phương đã muốn đụng cùng một chỗ chỉ nghe một tiếng nổ vang trời đất cũng phải lung lay toàn bộ không gian cũng muốn vặn vẹo theo đất cát bị cày xới tung lên tới mấy chục mét mấy phút sau đợi cho trần mặt gian nan mở mắt nhìn lại đã thấy xa xa bị đóng thật sâu trên mặt đất bày ra tạo hình cực kỳ khoa trương lại nhìn về Vader bị đánh lui trên bụng rắn của hắn xuất hiện vết thương dài tới hơn 2 mét máu xanh ảo ảo phun ra giống như mà mưa rào nhưng mà chung quy hắn vẫn còn lực đánh một trận sau thoáng cự người liền ngửa đầu thét dài rồi vọt tới móng vuốt sắc lẻm bật ra ống ánh hào quang cái đệt cứu người không cứu si không đợi trần mặt phản ứng đám hoa hoa liền vội vàng nhào lên Vader hoàn toàn không sợ hãi cái đầu hổ quay về phía sau phun mạnh ra làm lực đẩy nhất thời kéo theo các bụi mà lao vọt đến như hỏa tiễn chỉ nghe một tiếng đổ vang bản bản dù đã chuyển hóa thành tấm thép vẫn không cách nào ngăn cản bị đụng bay ngược lại đồng thời còn đụng làm trần mặt ngã lăn cả nào sau khi có mảnh ngọc lại mạnh thế nhỉ ông ngực không thể giải dụa trần mặt chỉ có thể trơ mắt nhìn vây đơ từng bước bước đến gần còn may mục tiêu của đối phương không phải là hắn mà lần nữa bắt lấy gia địch cùng ngu mỹ nhân khạch khạch cười nói tốt lắm tốt lắm không ngờ hôm nay đã có thể tìm được ngọc vỡ, lại còn có thể xử lý hai con nhãi mà ông chủ chán ghét, nhìn hai cô gái hôn mê đang tóm trong tay, Vader tâm tình cực kỳ khoái trá, cứ thế vừa cười vừa tiến tới nhìn nhìn trần mặt vẻ mặt âm trầm, tự hồ cảm thấy trò chơi như vậy rất thú vị, hắn đột nhiên lấy hai tay phân biệt bắt lấy gia địch cùng ngu mỹ nhơ. Nhân loại ngu xuẩn, hình như ngươi đang rất lo lắng hả? Vậy thì ta cho ngươi một lựa chọn nhé. Ừm, ngươi muốn nhìn đứa nào chết trước, nói xong, song trảo của hắn đồng thời dùng sức, nhất thời tiếng vang răng rắc phát ra, cho dù gia địch cùng ngu mỹ nhân đều hôn mê cũng không nhịn được khẽ nhăn mặt, ưng, ừ, một tiếng kêu khẽ, trần mặt vẫn không nhúc nhích, thần sắc lạnh như băng quỵ tại chỗ, chỉ là trong đầu cấp tốc nghĩ hàng loạt biện pháp giải cứu, thấy biểu hiện này của hắn, Vader cũng mất đi hứng thú chơi mèo vần chuột, lập tức cười lạnh. Được thôi, ngươi đã không thể lựa chọn, như vậy ta sẽ giúp ngươi. Từng, um, trước hết là con bé Hy Lạp này đi, nói xong, tay trái nó đột nhiên phát lực, muốn mạnh mẽ bóc nát gia địch làm hai đoạn chính là trong nháy mắt này, ngay cả trần mặt cũng chỉ còn biến sắc trông theo, một tiếng rít bén nhọn lại từ đằng xa truyền đến, trong tiếp tắc đã bước tới gần nơi này, tiếng kêu này nghe cực kỳ cổ quái, lại tự hồ mang theo quy luật nào đó. Vader giờ phút này không khỏi ngẩn ra, tay trái thoáng thả lỏng. Ông chủ, mệnh lệnh của ông chủ, vèo, lời còn chưa dứt, nguyên bản mặt đất đang tĩnh lặng đột ngột bắn tung lên, một thân ảnh không hề báo trước từ dưới đất bắn ra, thân ở trên không mà huy động trường đao, hàng quan chợt lóe lên, tức khắc chặt đứt song trảo của Vader, theo đó ngu mỹ nhân cùng gia địch đồng thời rơi xuống, trần mặt vội vàng phi thân tới cứu, trong lòng không kìm được mà nhớ tới một đề bài kinh điển, nếu em cùng mẹ anh đồng thời rơi xuống nước, chính là ngay sau đó, khi hắn thấy được diện mạo của kẻ tập kích đột ngột kia thì cũng ngạc nhiên đến mở to hai mắt, trong tầm mắt kinh ngạc của hắn, một vân đã sớm vung đao lên, nhảy lên cao rồi chém về trán của Vader, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, mảnh ngọc vỡ kia bị mạnh mẽ khoét ra, mang theo vết máu bay lên không, tiếp lấy nó cùng lúc trần mặt kinh hô bật thốt lên vader trong cơn đau thấy xương đã gào thét mà nhảy lên cắn vào chân trái một vân hoàn toàn coi thường loại nguy hiểm này một vân lập tức lấy tay bắt được mảnh ngọc rồi thuận thế quơ trường đao chém về chân trái của mình trần mặt nhất thời hoảng sợ biến sắc nhịn không được hô không không cần nhưng mà tiếng kêu gào của hắn lại tới chậm một chút trong ánh mắt khó có thể tin của mọi người một vân lại chút nào không sợ hãi trực tiếp cắt đứt chân trái sau đó lão đảo rơi xuống đất đồng thời lách mình quay người ngay tại chỗ khó khăn lắm mới tránh khỏi lần thứ hai công kích của Vader. Trần mặt sắc mặt đại biến, vội vàng xông lên đỡ lấy một vân, thế nhưng khi hắn nâng chân trái của nàng lên thì nhất thời trận mắt há hốc mồm. Vốn cái chân trái này phải đang máu tươi ròng ròng lại không hề chảy ra một giọt máu nào, nhìn qua quỷ dị đến khó có thể tin. Đây, đây là, không đợi trần mặt hiểu được, một vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, vội vàng lách mình tiến tới chắn phía trước hắn, cơ hồ đồng thời, Vader trong cơn cuồng nộ đã chợt há miệng phun ra một luồng dịch đen kịch. Trần mặt bị đẩy nhanh về đằng sau nhưng vẫn bị vài dọc dịch kia bắn lên quần áo, chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng, trên quần áo đã xuất hiện mấy lỗ thủng lớn, dịch thể ăn mòn, qua dây lát ngạc nhiên, hắn hoảng sợ biến sắc quay đầu nhìn lại, giờ này khắc này, một vân lấy thân mình che cho hắn, đã hoàn toàn bị bao phủ trong dịch thể màu đen kia, chỉ sợ đã hoàn toàn biến thành, Vader hiển nhiên dự liệu được sẽ là như thế này, ngay lập tức không chút do dự đánh tới, trích lên nói, tên ngu xuẩn, ngươi cho là như vậy có thể đoạt được ngọc vỡ. Cái gì? điều này không thể nào trong tiếng kinh hô của hắn dịch thể màu đen kia lại bỗng bị văng ra khắp nơi một bộ xương trắng từ trong đám dịch thể đột nhiên nhảy ra xương ngón tay làm đau gào thét đâm tới đâm thật sâu vào miệng vết thương trên trán vader vader kêu thét lên một tiếng răng nanh dày đặc tựa những lưỡi dao sắc bén như chiếc lồng ập đến đồng thời đuôi rắn cũng như roi sắt mà quất tới chẳng qua ngay lúc mắt thấy đã muốn cắn trúng bộ xương trắng hắn đột nhiên lại run rẩy cả người rồi tựa như con rối mà ngơ ngẩn đứng im tại chỗ vài giây sau máu xanh từ cái đầu hổ của hắn chợt phun ra như suối con yêu thú này kêu lên một tiếng cuối cùng rồi từ từ đổ ập xuống rầm bụi bay lên mù mịt vader đập mặt lên mặt đất rất nhanh đã mất đi sinh mệnh lực trần mặt thật cẩn thận tiến lên vài bước chờ hắn thấy rõ tình huống trước mặt thì không nhịn được mà lộ vẻ hoảng sợ khó có thể tin con yêu quái đã chết cứng này lại không có bất kỳ miệng vết thương nào trên thân chỉ có trên cái trán cứng rắn ở cái đầu hổ có một miệng vết thương to bằng ngón tay sâu hoắm mà máu tươi đúng là từ đó trào ra chương một trăm ba mươi hai xa xa tiến hóa làm sao có thể tâm trí hoàn toàn phủ bởi sự kinh ngạc trần mặt nhìn không được ngẩng đầu trong giờ phút này bộ xương trắng kia đang chậm rãi đi tới tư thế quá dị khiến người ta không khỏi lông tóc dựng ngược vài giây sau trần mặt nhất thời nhận ra bộ xương này khoan mi là bộ xương thích tự tháo rời ở viện bảo tàng đúng không không phải mi là một vân giờ phút này trần mặt chỉ cảm thấy không thể tin nổi nhưng đến khi hắn nhớ lại đủ loại tình huống phát sinh mấy tháng qua thì cũng chấp nhận xuống chuyện này hiện hắn rốt cục hiểu được vì sao một vân lại không hề có chút cảm xúc nào vì sao một vân quen thuộc viện bảo tàng như vậy hóa ra nàng chính là một bộ xương trong đó cũng không biết thế nào mà trở thành có được da thịt họa bị phiên bản hiện thực xem bộ phim kia tuy rằng rất khoái trá thế nhưng thấy một màn tương tự ở trong đời thực trần mặt cũng khó mà không cảm thấy lông tóc dựng ngược nhớ lại ngọc dung thường ngày của một vân tuy rằng lạnh lùng nhưng thật sự đáng thưởng thức rồi lại nhìn bộ xương trắng héo trước mắt đi lại trên đường cư nhiên còn lắc lư kêu lách cách nói đùa sao nhưng ít nhất có thể xác định một việc, đó là Huân Nhi tuyệt đối không phải là con gái của nàng, ma ma, ôm, thế nhưng ngoài dự kiến của Trần Mặt, nhìn một vân đã thành bộ xương, Huân Nhi lại vẫn không hề do dự mà giang tay lao tới, theo thói quen biến thành bạch tuộc dùng cả chân lẫn tay cuốn chặt lấy, Trần Mặt nhất thời ngạc nhiên không nói gì, thầm nghĩ trở về phải dạy thật tốt cho Huân Nhi về kiến thức tự nhiên. Còn cái gì nữa, không cần biết là bộ xương có thể sinh con hay không, chỉ riêng việc bộ xương thành tinh cũng đã rất đáng được thảo luận, rất nhiều việc anh không rõ lấy cánh tay xương nhẹ nhàng ôm lấy huân nhi một vân hơi nhất nhất hộp sọ cho nó về đúng vị trí tình cảnh này nhìn thế nào cũng thấy thật khủng bố trần mặt không biết nói gì mắt trợn trừng nhìn không được hỏi như vậy có phải là cô chính là một bộ xương trong viện bảo tàng bởi vì trải qua rất lâu mà có được sinh mệnh nguyên vẹn đúng vậy điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và đám quan tam là tôi có được sinh mệnh nguyên vẹn tức là không bị phụ thuộc nhiều vào mảnh ngọc trong viện bảo tàng nữa không cần đêm mới hoạt động được một vân bẻ bẻ khớp xương đem chuyện của nhiều năm trước kể lại bởi vì khi đó có được ý thức của riêng mình cho nên tôi lựa chọn rời khỏi viện bảo tàng muốn đi xem thế giới bên ngoài học tập tình cảm cùng cách sống của con người sau đó trần mặt quay đầu nhìn nhìn cự xà kia mơ hồ đoán được vài phần nội tình sau đó tôi từ nam thành lên một con tàu hàng viễn dương bất tri bất giác đã tới nước mỹ mà đúng như hắn dự đoán một vân tiếp tục kể sinh sống tại đất nước kia một thời gian tôi ngẫu nhiên gặp được một người đàn ông thần bí ông ta biết rõ thân phận của tôi, đồng thời mời tôi gia nhập tổ chức, cái gọi là tổ chức. Chẳng lẽ chính là? Trần mặt ngẩn ra, nhìn không được hỏi. Đúng, mọi người vẫn gọi nó là phòng thí nghiệm. Một vân nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh hồi đáp. Người thủ lĩnh kia hứa hẹn sẽ bằng vào thành quả nghiên cứu để cho tôi trở thành nhân loại chân chính. Cho nên tôi liền trở thành thuộc hạ của ông ta, cũng phụ trách mấy hạng mục thực nghiệm. Sau đó tôi lại bị phái đến vùng núi phía tây Trung Quốc để xây dựng phòng thí nghiệm phân bộ. A. À, Khó trách trư đầu tam trông thấy cô cũng rất sợ hãi, trần mặt tỉnh ngộ, mà lại như có suy nghĩ gì hỏi. Như vậy, trận hỏa hoạn ở phòng thí nghiệm kia, chẳng lẽ là cô, đúng thế, là tôi đốt, một vân không chút cảm xúc gật đầu, thật giống như nàng vừa thừa nhận mình đơn giản chỉ là đốt một que diêm, tôi không có cảm xúc, nhưng tôi cũng không ngu. Khi tôi phát hiện kế hoạch quỷ dị của người kia, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp mượn cơ hội thoát thân, cho nên tạo ra sự cố chính là một phương pháp tốt, đúng như một vân nói, sau khi hỏa hoạn thiêu rụi phòng thí nghiệm, nàng âm thầm trở về Nam Thành, hơn nữa còn quay lại viện bảo tàng. Mấy tháng sau, nàng lại dưới sự an bài của Lý Vân Quán Trưởng, mượn dùng thân phận cảnh sát nhân dân bắt đầu dung nhập xã hội loài người. Mà lúc sau Thomas xuất hiện lại làm cho nàng ý thức được rằng cái tổ chức kia vẫn còn tiếp tục kế hoạch thần bí, hơn nữa đã đem thế lực mở rộng đến Trung Quốc. Thì ra là thế, khó trách cô đối với Thomas cùng đám dị năng giả rõ như lòng bàn tay, trần mặt xoa xoa cầm, lại không nói thêm gì nữa, chỉ tại chỗ đi thông thả vài vòng rồi lần nữa hỏi. Tôi còn hai vấn đề. Thứ nhất, người đàn ông kia có lai lịch gì? Thứ hai, mục đích của hắn ta là gì? Tôi chưa từng thấy hắn, chỉ biết hắn có biệt hiệu là Nguyên Thông. Một vân tự hồ sớm dự liệu được vấn đề này, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tôi cà bị người giải đến một căn phòng tối om, sau đó nói chuyện với hắn trong bóng tối. Còn mục đích của hắn kỳ thật không phải là cải tạo thực nghiệm cái gì, mà chính là vì chế tạo nguyên linh ngọc phách, cái gì? Trần mặt ngẩn ra, khó có thể tin ngạc nhiên hỏi, một vân thản nhiên nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Đúng vậy, đám thomas còn tưởng rằng mục đích của sản xuất ngọc giả là để chế tạo dị năng giả có điều bọn hắn không biết mục đích thật sự của nguyên thông là nghiên cứu chế tạo ngọc giả thông qua liên tục nghiên cứu để chế tạo ra ngọc chính phẩm cũng chính là nguyên linh ngọc phách theo lời các anh nói khó trách khó trách hắn cũng thu thập ngọc vỡ chắc là vì muốn nghiên cứu chúng trần mặt nghe đến đó mới xem như tỉnh ngộ nhưng bí ẩn lại lập tức sản sinh liếc mắt nhìn một vân một cái hắn nhịn không được hỏi nhưng mà nguyên thông là làm sao biết nguyên linh ngọc phách hơn nữa hắn còn biết cả ngu mỹ nhân tôi thậm chí hoài nghi hắn biết thuần dương tử những việc này tôi cũng không rõ một vân nhẹ nhàng lắc đầu gương mặt xương trắng vô cảm nói tiếp duy nhất có thể khẳng định là hắn và thuần dương tử nhất định có liên hệ nào đó thậm chí có thể là dùng ánh mắt như đang suy tính nhìn ngu mỹ nhân thấy nàng đang từ từ tỉnh lại một vân cũng không nói tiếp trần mặt ngẩn ra vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ nhưng cũng lập tức hơi trầm ngâm gật đầu ngay sau đó hắn đột nhiên bước nhanh đến thân thể của cự xà lục lọi xung quanh một lát để tìm được mảnh ngọc vỡ kia, dưới ánh mặt trời, ngọc vỡ tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Trần Mặc đem nó nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, cảm thụ lực lượng mãnh liệt mênh mông trong đó, một khắc này, hắn nhịn không được sinh ra tâm tư muốn rút ra loại năng lượng này, thế nhưng vẫn miễn cưỡng dừng lại được, rồi như có suy nghĩ gì nhìn phía ngu mỹ nhân, giống như biết hắn muốn hỏi cái gì, ngu mỹ nhân bất đắc dĩ cười khổ nói. Cầm lấy đi. Vốn là em đáp ứng anh tìm được một mảnh ngọc vỡ mà, mảnh này coi như là lễ vật của em đi, Nghe được câu trả lời của nàng, Trần Mặc tự nhiên là vui mừng quá đổi, tay cầm mảnh ngọc khẽ dùng sức, nhất thời loại năng lượng kia tràn vào cơ thể hắn, trong chớp mắt, hào quang tím nhất thời tỏa ra mãnh liệt, bao phủ trọn cả người Trần Mặc, chỉ một chốc lát, hắn cảm thấy bản thân dường như vừa trải qua một lễ rửa tội, năng lượng tràn trề chạy khắp thân thể làm hắn không khỏi có loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời thét dài, mảnh thứ ba, khẽ thở vào một cái đem mảnh ngọc nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay sau đó khi trần mặt lần nữa xuề tay ra thì đã nửa miếng nguyên linh ngọc phách đã thành hình sáu mảnh trần mặt cầm trong tay ba ghép thành một phần hai một mảnh nữa ở viện bảo tàng còn hai mảnh vẫn chưa xuất hiện mấy đồ điện đã sớm vây quanh lại tò mò chỉ rõ nói lão đại hiện năng lượng của anh tăng lên rồi sao nếu không giờ chúng ta thử một lần đi xem bọn em có thể tiến hóa không lại nói tiếp ngoại trừ oa oa cùng bản bản nặc nặc và xa xa hiện cũng đã đều sát tới lần tiến hóa tiếp theo gặp cơ hội như thế đương nhiên sẽ không bỏ qua trần mặc đương nhiên biết ý nghĩ của bọn nó cười hì hì nói không thành vấn đề. Nhưng ai tới trước, tụi mày có định oằn tù tì không đấy, nặc nặc cùng xa xa đối mắt nhìn nhau, tự hồ dự tính chiến một trận ngay tại đương trường. Có điều sau một tháng mùi thuốc súng nồng nặc, nặc nặc vẫn miễn cưỡng nhượng bộ nói. Quên đi, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của em cũng không phải đánh nhau, để cho xa xa tới trước tốt hơn, cảm ơn, xa xa nhất thời mở cờ, vội vàng phát động động cơ chạy đi lên. Trần Mặc Kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ muốn biết xa xa sẽ tiến hóa thành cái gì, ngay lập tức vận khởi thanh mang nhẹ nhàng điểm ra, chỉ nghe từng tiếng xẹt xẹt nguồn năng lượng cuồng cuộn mênh mông hắn vừa mới hấp thu nhất thời dũng mảnh tuôn tới cơ thể xa xa với tốc độ nhanh đến kinh người thoải mái thật là thoải mái cảm thụ được cơ thể kịch liệt chấn động xa xa lại rung rẩy thốt lên mấy tiếng trên cổ quái khiến đám nặc nặc nghe được không rét mà run sau một lát trần mặt rút cục buông tay lui về phía sau đầu đầy mồ hôi quát tốt rồi nhìn xem mày có biến hóa gì tốt rồi thế thôi ạ à. xoay xoay gương chiếu hậu tự xem bản thân xa xa soi trái phải cả nửa ngày cũng không có phát hiện mình biến hóa cái gì giật mình tìm đến quát mồ hôi thế nhưng mấy phút sau nó đột nhiên nhảy thật cao lên trời gấp gáp quát biến thành phi cơ biến biến hô biến hô biến đệt thôi để đấy tao đoán trần mặt trợn tròn mắt nhìn nó quát trên thực tế đừng nói là biến thành phi cơ ngay cả biến thành máy cày cũng không có nương theo sau một tiếng rầm thật lớn xa xa từ trong giấc mộng đập trở về mặt đất thực ấm ức than thở nói sao lại thế này? Rõ ràng em cảm giác mình đã tiến hóa mà, cái này, giữa không khí yên tĩnh quỷ dị, nặc nặc nhìn không được khẽ nhắc. Xa xa, mục tiêu của mày có phải là cao quá không? Một hơi liền từ đó cơ Tomahawk tiến hóa thành phi cơ, như vậy nếu mày tiếp tục tiến hóa một lần nữa thì chẳng phải sẽ thành tên lửa sao? Vậy ý của chú là ca phải hạ thấp yêu cầu sao? Xa xa quay đầu lường một cái, tức giận phản bác nói. Được rồi. Ca sẽ hạ, từ đó cơ Tomahawk biến thành Rolls Royce, hay là biến thành xe tăng? lời còn chưa dứt, nó đột nhiên ngừng lại một chút, không hề có báo trước cứ thế mà rung rẩy lên. Vài giây sau, từng làn ánh sáng màu xanh đột nhiên từ những kẻ hở kim loại trên người nó mà lóe ra, sau đó hoàn toàn bao phủ lấy nó trong luồng hào quang chói mắt. Mọi người căn bản không thể mở mắt nhìn, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên, giống như là xa xa đang tiến hành biến hình. Trần Mặc cùng gia đình đối mắt nhìn nhau một cái, nhịn không được than thở nói: "Sẽ không thật sự biến thành xe tăng chứ?" Trong phút chốc, chỉ nghe tiếng rít chợt vang lên, ánh sáng cũng yếu dần rồi tắt hẳn trần mặt lấy tay che mắt lùi về sau vài bước rồi lại nhịn không được trợn mắt nhìn lại thế nhưng ngay khi trông thấy vật thể trước mắt kia hắn đột nhiên ngẩn người bàn hoàng thốt quá 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 chương 133, mau đến mà hóng biến cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt cho dù từng tưởng tượng đến gần mát ví dụ như tiến hóa sẽ thành tàu chiến không gian chẳng hạn nhưng giờ này khắc này khi trần mặt nhìn thấy xa xa trong hình dạng mới đang đi đi lại lại thì vẫn cảm thấy tế bào não của mình không đủ dùng cái này nhịn không được dùng sức cắn cắn ngón tay nhìn chiếc xe xích lô dừng trước mặt mình trần mặt chỉ cảm thấy thế giới này thật là kỳ diệu sau đó hắn lại còn tinh ý phát hiện ra chiếc xe xích lô này còn được trang bị cả động cơ ca ngất lại còn là xe xích lô động cơ 4 thì sản phẩm công nghệ cao a vì cái gì vì cái gì ca lại tiến hóa thành xe xích lô thực buồn bực đánh giá chính mình nghe giọng điệu của xa xa tựa hồ như hận không thể một phát đập đầu vào tường tự sát mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau đột nhiên không hẹn mà cùng cười hô hố Hoa hoa càng là cười đến lăn ra đất, vui sướng khi người gặp họa nói. Thú vị. Thật thú vị. Bọn tao đều là càng tiến hóa càng cao cấp, mày thì ngược lại. Tự nhiên có thể giật lùi thuyết tiến hóa, e này các cu, nếu cứ thế này thì cuối cùng xa xa nó sẽ biến thành cái gì nhỉ? Nặc nặc cũng không quên ồn ào, làm vẻ rất nghiêm túc đưa ra vấn đề này, vì thế mấy đồ điện lại triển khai đại thảo luận, trần mặt bên cạnh thế lắc lắc đầu, Trước cục nhịn không được vỗ vỗ xa xa, thần tình đồng tình an ủi mày cũng đừng đau lòng quá, ít nhất mày vẫn còn trang bị motor phải không? Hơn nữa làm xe xích lô cũng rất tốt, không phải có thể ra đường đón khách sao, đây tính là đồng cảm sao. Nhìn điệu bộ cố nén cười của Trần Mặt, thấy thế nào cũng giống là đang dễu cực hơn. Mấy đồ điện rất là đồng tình liên tục gật đầu, đã bắt đầu thảo luận vấn đề tính giá xe ôm là bao nhiêu, Hoa Hoa còn tủng tỉm cười nói. Tốt, tốt. Vậy sau này chúng ta để cho xa xa bắt khách ở Phúc Phường Nhai, mỗi lần thu phí 3 đồng, đi quá hai cây số thì tăng thêm bị tức đến cả người phát trung, xa xa rốt cục đại bạo phát, thẹn quá hóa giận quá. Đờ mờ. Bọn khốn các người rất là không có nghĩa khí, xem ca. À, đây là cái gì, cơ hồ cùng lúc nó nổi giận, thanh mang nhấp nháy đột nhiên hiện ra, bao phủ lấy toàn thân nó, trong chớp mắt, họng pháo tối đen đột nhiên cấp tốc thành hình, ngắn ngủn vài giây đã kéo dài ra, lại còn gác thẳng trước đầu xích lô, cho dù chưa có nhìn thấy nó công kích, thế nhưng chỉ cần xem thân pháo dài đến mấy mét kia cũng đã biết lực của nó mạnh thế nào cái quái gì đây nhưng đối với trần mặt hắn quan tâm cũng không phải là lực công kích của trường pháo mà là một màn quỷ dị đến không thể tiếp tục quỷ dị trước mắt ngẫm lại xem một chiếc xe xích lô cũ nát lại phối với hỏa pháo của xe tăng nói chuẩn xác thì loại phối hợp này giống như là võ đại lang phối với phan kim liên trông thế nào cũng không hài hòa nổi nếu mà xa xa bắn một pháo có khi nào cả cái thân nó cũng đi tông không nhỉ lo lắng đến sức pháo giật trần mặt nhịn không được có hoài nghi này có lẽ đó chính là giết địch một ngàn tự thương tám trong truyền thuyết vậy thử xem lời còn chưa dứt, xa xa lại nhịn không được bắn một phát, hiển nhiên là nó rất hứng thú đối với vũ khí của mình. ầm, trong bụi đất tung tóe, gò đất nhỏ phía xa xa đằng kia đã thiếu đi một khối lớn, hoặc nhìn giống như là bị người khổng lồ ngoạm một cái, thật mạnh. Trần Mặc không tự chủ được thở dài, thầm nghĩ nếu không so đo về bề ngoài dị hợm thì một pháo này thật đúng là kinh khủng. Tất nhiên, hiển nhiên không có dự đoán được chính mình sẽ có uy lực lớn như vậy. Xa xa Dương Dương tự đắc nói. Lão đại, sau này anh ngứa mắt đứa nào cứ bảo em, em sẽ giúp anh tặng cho nó một pháo. Ờ, hiện tao thấy mày là không vừa mắt nhất, mày có muốn tự thưởng mình một phát không? Tức giận trừng mắt liếc nó một cái, lại nhìn họng pháo vẫn đang chuyển động, trần mặt nhìn không được thở dài. Hắn có một loại dự cảm, một loại dự cảm thực mãnh liệt, một thằng thích khoe khoang đến phát điên khi có được đồ chơi ưa thích thì nó sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đây? Mà sự thật thì tình huống vừa xong đã chứng minh phần nào dự đoán của cũng trần mặt. Hành trình bốn bề sống dậy tới khu bảo tồn thả khả Tây Lý coi như đã khép màn, nhưng đối với cho trần mặt mà nói, chuyện hắn phải xử lý vẫn còn rất nhiều, ví dụ như làm thế nào để ngăn cản xa xa vừa mọc pháo, khiến nó không vì đã nghiền mà phát động đại pháo dạo chơi khắp nhân gian, đây cũng không phải là nói khoa trương. Phải biết rằng xa xa vừa tiến hóa còn đang trong trạng thái cực hưng phấn, chỉ sợ không có cơ hội thi triển quy lực của mình, tỉ như ngay buổi sáng hôm sau khi đã trở lại La Sa, Trần Mặt đang định ra cửa hàng mua bao thuốc, xa xa còn thật cường hãng đề nghị. Lão đại, để xem biến thành xích lô chở anh đi nhé. cút, Trần Mặt trợn trắng mắt liếc nó, thầm nghĩ ta chỉ nghe qua có người lái xe đi mua thuốc, chứ chưa từng nghe qua có ai cưỡi xích lô điều khiển trường pháo đi nhé. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, nếu như mình thật sự dùng tạo hình này đi, vậy thì chủ cái cửa hàng đó nhất định sẽ không dám bán cho mình thuốc hả. Nói không chừng lúc mình đưa 10 đồng còn có thể được thối lại 100 đồng tiền lãi. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Trần Mặt lại không tính thực sự đi thử. Huống chi hiện hắn còn đang cần gấp rút trở lại Nam Thành, cùng gia đình, ngu mỹ nhân, một phân thương lượng xong, bốn người trong hôm đó liền cùng đường không nghĩ trở về Nam Thành. Đợi khi lên được taxi, Trần Mặt ngửi thấy mùi nước biển quen thuộc, chỉ cảm thấy cả người từng lỗ chân lông đều thoải mái, mà chờ hắn trông thấy tiệm cơm cát tường xa xa thì càng cảm thấy bồi hồi khó tả, không đợi taxi dừng hẳn đã xông ra ngoài, Dung tỷ. Để Dung tỷ kiểu như cách gọi quen thuộc để gọi bà chủ, chứ không phải là gọi chị xưng em nhé. Trực tiếp một cước đá văng cửa lớn, hắn liền cao giọng gọi Tô, khiến mấy thực khách đang ăn mì gần cửa thiếu chút nữa ném luôn cả bát đi, có điều không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền chứng kiến bà chủ xinh đẹp đang đứng quầy tính sổ đột nhiên hóa thân thành một tia chớp mang theo cùng phong cuốn tới mặt mặt chết tiệt anh còn biết phải trở về nữa à trong vẻ mặt đồng loạt mồm kinh ngạc của toàn bộ thực khách diệp dung ôm chặt lấy trần mặt sau đó lại thuận thế cắn một cái lên lỗ tai hắn tiếp nữa là dơ giày cao gót lên nện một gã thực khách nhịn không được hít một hơi lạnh lẩm bẩm nói ta ngất đây rốt cục là đang gặp lại người yêu hay là tìm thấy kẻ thù không thể dung thứ trên thực tế trần mặt cũng rất hoài nghi đãi ngộ mình đang được hưởng hắn vốn cho là sẽ được một cái hôn ngọt ngào không nghĩ tới sẽ là màn nên đón nhiệt tình kiểu này mắt thấy công kích như vũ bảo này còn lâu mới dứt hắn vội vàng cầm lấy bàn tay trắng như phấn của diệp dung vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng quát ngừng nhìn anh không được nhúc nhích cái gì ưm ừ, đột nhiên bị hắn quát như vậy diệp dung không khỏi theo bản năng ngẩn ra làm theo không đợi nàng phục hồi lại liền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm môi anh đào cũng đã bị nhẹ nhàng ép lên như thế nào cũng không nghĩ tới loại tình huống này Diệp Dung vốn định theo bản năng đẩy đối phương ra, nhưng vừa tới từ chối tượng trưng mấy cái, cảm nhận thấy mùi vị khiến mình hoài niệm từ người con trai này thì nàng lại không biết vì sao trong lòng mềm nhũng ra, cả người đều nhu nhược vô lực, sau một lát, hai người lưu luyến không rời tách môi. Nhìn nhìn Diệp Dung còn đang thẹn thùng lẫn kinh ngạc đầy mặt, trần mặt cũng rất vô sĩ cười to ba tiếng quay đầu hướng các thực khách chung quanh mà chắp tay. Chê cười. Chê cười. Các vị tiếp tục dùng cơm, coi chúng tôi như không tồn tại là được rồi không tồn tại cái đầu anh ấy Diệp dung vốn còn say trong bầu không khí vừa rồi thẳng đến khi nghe mấy lời này mới nhớ tới chính mình vừa rồi biểu diễn ngôn tình trước mọi người nhìn mấy chục cặp mắt quá dị chung quanh nàng nhịn không được đạp cho trần mặt một cưới lúc này mới chống tay lên eo cả giận nói mặt mặt chết tiệt anh dám đi cả một tháng cũng không gọi điện về tường trình lý do mau một lời khó nói hết a à, trần mặt làm vẻ ngây thơ vô tội chấp chấp mắt đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài nói nói thì dài dòng chuyện kể rằng lúc bàn cổ khai thiên. Ái, không được đạp anh. Ơ à kìa, cái gì kia, bàn cổ, được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. Đây cũng là vị thần đầu tiên trong tam thanh của đạo giáo. Đang định bậy bạ nói sang chuyện khác, trần mặt vẫn không khỏi ngẩn ra, như có suy nghĩ gì nhìn phía cửa, theo ánh mắt của hắn. Diệp Dung cũng không tự chủ được quay đầu nhìn lại, đã thấy nhà hàng luyến mặt đối diện vốn đóng cửa đã lâu giờ lại đang khai trương buôn bán trở lại, theo cánh cửa nhà hàng chậm rãi mở, thân ảnh gia đình cũng trở nên rõ ràng dường như nhận thấy ánh mắt từ bên này nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay hướng trần mặt mà dịu dàng cười nhanh như vậy chúng ta mới vừa trở về cơ mà ngạc nhiên không nói gì xoa xoa cầm trần mặt không tự chủ được lẩm bẩm nói diệp dung ngẩn ra đột nhiên tỉnh ngộ cả giận nói cái gì tại sao lại là các người vừa mới trở về á à, à tôi hiểu rồi hóa ra là anh cùng đi với cô ta thảo nào lại vui sướng đến cả tháng không thèm liên lạc thế nói tới đây nghĩ tới việc trong lúc mình ở nhà vất vả kiếm tiền giúp trần mặt trả nốt tiền nhà mà gã chết tiệt này lại dám đi cùng gia đình như hình với bóng dịp dung nhất thời nước mắt trào ra tiểu vũ trụ muốn bạo phát hận không thể đem cái lồng heo mà bắt nhốt đôi gian phu dâm phụ này rồi mang ra sông mà thả mấy chục thực khách đưa mắt nhìn nhau thực chỉnh tề chuyên tâm mãi miết ăn cơm trong lòng lại thầm cảm khái không thôi trên thực tế một gã béo vừa ăn mì vừa nhịn không được nói không dễ dàng a à. rất không dễ dàng ta đến nơi này ăn hai tháng cuối cùng đợi thấy được nhị nữ tranh chồng trong truyền thuyết, ngậm miệng mà ăn cho đẩy đi. Một người đàn ông ngồi cạnh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng lại trộn dơ điện thoại ra, hạ giọng nói. Lão Lục, mau tới tiệm cơm cát tường. Cái gì, ông hỏi có chuyện gì á? Ông cứ nói đi, cô nàng Hy Lạp kia trở lại rồi, chúng ta lại có biến hay để hóng rồi. Chỉ chốc lát, toàn bộ tiệm cơm đều hừng hực, mấy chục thực khách không kìm được lệ rơi đầy mặt, thầm nghĩ hôm nay tới đây thật không uổng kiếp người chỉ tiết khoái hoạt của bọn họ là xây dựng trên sự thống khổ của người khác, Trần Mặt lại bị Diệp Dung đập cho mấy cưới, chỉ có thể thực bất đắc dĩ thở dài. Quan uổng. Anh đến nơi rồi mới gặp cô ấy, trước đó không hề nghĩ là cô ấy sẽ tới đó du lịch, thật không? Diệp Dung ngẩn ra, nhìn thấy biểu tình vô tội của Trần Mặt, không khỏi tin vài phần, thế nhưng nghĩ lại thì người này mỗi lần đều lừa gạt mình, nàng lại nhịn không được thở phì phì nói. Không tin, anh có chứng cớ gì? Chứng cớ? Không đợi Trần Mặt trả lời, một giọng nũng nịu đã từ ngoài cửa vang đến trong ánh nhìn chăm chú của mấy chục thực khách ngu mỹ nhân lắc eo thon đi đến đôi mắt đẹp khẽ chớp nói dung tỷ lần này tôi thay a mặt làm chứng bởi vì tôi đi cùng anh ấy mà đệt cô cố ý đúng không trần mặt ngẩn ra nhất thời hỗn hển cả giận nói em không cố ý mà cố tình chứ ngu mỹ nhân cười hì hì nhìn hắn dường như không có việc gì tiến đến bên tai hắn ra vẻ thân mật nói muốn biết nguyên nhân sao bởi vì đêm qua em phát hiện trong vali thiếu mất ba bộ đồ lót sạch. Tôi đã nói một vạn lần rồi, đó là sở thích sưu tập của Hoa Hoa, không biết nói cái gì thêm, nhìn ngu mỹ nhân, lại nhìn Diệp Dung đã bạo phát tiểu vũ trụ đến tận giác quan thứ bảy, Trần Mặc đột nhiên nhớ đến con gà nướng bị tứ phân ngũ liệt lần trước. Ý nói bữa cơm bị hai gái nhồi ở chương 95. Không tự chủ được trùng mình một cái, hắn nhịn không được than thở nói. Thời đại bây giờ nói thật cũng không ai tin, có cần tôi gọi cả cảnh sát tới không, ai gọi tôi, lời còn chưa dứt, một phân mặt không chút cảm xúc đã xuất hiện ở cửa, trong lòng còn ôm hương nhi đang ăn kem nhìn trần mặt vẻ mặt ngạc nhiên nàng chậm rãi gật gật đầu dường như không có việc gì nói mặt buổi tối tới nhà tôi nhé tôi cảm thấy có mấy chỗ xương hơi hơi khó chịu ạ à, trần mặt đột nhiên cảm thấy được sự tình càng ngày càng quỷ dị hắn đương nhiên biết tới nhà của tôi là có ý gì bởi vì trong chiến đấu bị thương rất nặng một phân không thể không điều chỉnh lại khung xương mà trần mặt mấy ngày liên tiếp đều nhận công tác hiệp trợ nàng điều chỉnh xương sống thành thật mà nói phải ở trong một căn phòng u ám chỉnh lại từng khúc xương cho một bộ xương trắng héo thật sự là một chuyện rất là khủng bố. Bất quá, hiện giờ hiển nhiên còn chuẩn bị xuất hiện một chuyện còn khủng bố hơn. Ngay khi một vân nói ra những lời này, Diệp Dung, ngu mỹ nhân cùng gia địch đột nhiên ngẩn ra, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn xoáy lên trên người trần mặt. Vài giây sau, Diệp Dung đột nhiên hung tợn gằn từng chữ. Ngon lắm. Buổi tối, đi nhà ả à ta, giúp ả à mát xa phía sau lưng, nói không chừng còn không mặc quần áo. Lời vừa nói ra, thực khách toàn trường nhất tề ngửa đầu nhìn trời trong đầu đồng thời hiện ra một màn kiều diễn kia nhìn nhìn bốn mỹ nhân trước mặt lại nhìn nhìn trần mặt mặt vẻ vô tội mấy chục số người đột nhiên chỉnh tề nuốt nuốt nước miếng vừa hâm mộ vừa ghen tị mắng cầm thú a quả thực chính là cầm thú trong cầm thú giời ơi y y y y y đâu có chuyện gì liên quan tới tôi thực vô tội thở dài trần mặt rốt cuộc ý thức được nguyên lai like trên thế giới chuyện đáng sợ hơn cả nhị nữ tranh phu trong truyền thuyết chính là tam nữ tranh phu tứ nữ tranh phu được rồi nếu quả thật là chuyện cẩu huyết như cướp chồng cũng thôi đi. Đằng này còn có ngu mỹ nhân cùng một vân, hai người các cô tới xem náo nhiệt cái gì, bốn người. Bốn người a, à, trong lúc hắn đang buồn bực, thực khách toàn trường lại không hẹn mà cùng vương bốn ngón tay, chỉnh tề chẹp miệng, đại khái là cảm thấy được không phối hợp người xem sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ khán giả, bốn vị nữ nhân vật chính đột nhiên chỉnh tề hừ lạnh một tiếng, nhất thời làm nhiệt độ không khí hiện trường giảm xuống mấy độ, mắt thấy lửa chiến tranh muốn thiêu đốt đến trên người mình, trần mặt lập tức làm ra quyết định chính xác nhất từ trước tới nay đau bụng mọi người tiếp tục tôi đi toilet nói chưa dứt câu hắn đã vội vàng ôm bụng chạy xa ngàn dặm nửa đường còn thuận tay ôm một đống báo trên quầy theo xem bộ dáng là tính toán đợi thế giới hủy diệt xong mới xuất hiện chỉ là vừa đi ra vài bước hắn lại đột nhiên ngẩn ra khó có thể tin đứng thẳng bất động tại chỗ giống như chúng phải định thân thuật diệp dung đang định bám đuôi truy kích thấy thế không khỏi ngẩn ra ngạc nhiên hỏi mặt mặt làm sao vậy không có không có gì, Trần Mặt giật mình thì thào trả lời, nhưng ánh mắt thì lại chậm rãi chiếu lên trang bìa màu trên tờ báo, mấy phút sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về Diệp Dung tươi cười. Dung tỷ, không phải em giận anh không đưa em đi du lịch sao? Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ nghỉ phép, em thấy Nhật Bản được không? Chương 134, thi đấu nghệ thuật ẩm thực. Tuy rằng cũng không biết Trần Mặt vì sao muốn đi Nhật Bản, nhưng lo lắng đến việc người này không chừng lại sẽ mất tích thật lâu, cho nên Diệp Dung vẫn quyết định lần này cùng đi với hắn bất quá ngay cả như vậy nàng vẫn bị tốc độ của trần mặc làm hoảng sợ giữa trưa vừa mới về tới nam thành hắn lại có thể trực tiếp mua vé máy bay buổi tối vội vàng như là đi nhật bản xem mặt bạn gái gia đình giới thiệu hẳn đến khi đã ngồi lên máy bay thì diệp dung vẫn còn có chút lơ mơ không rõ gì đây chẳng lẽ mình cứ mơ mơ hồ hồ mà theo trai bỏ trốn hơn nữa ngay cả quần áo để thay cũng không có mang theo còn nữa vì cái gì ả à hy lạp kia cũng đi cùng chẳng lẽ cô ta cũng cùng mặt mặt hẹn ước bỏ trốn tôi muốn đi nhật bản kiểm tra chi nhánh của tập đoàn điềm nhiên như không có gì trả lời gia địch lại nhẹ nhàng khoát tay trần mặt bày ra tạo hình đang đi hưởng tuần trăng mật thân mật diệp dung tức đến thở hồng hộc bỗng quyết định muốn dùng chiêu mượn đau giết người a à, vì sao ngu mỹ nhân cùng một cảnh quan không đến mọi người cùng nhau đi mới náo nhiệt một vân hết thời gian nghỉ phép rồi hơn nữa cô ấy muốn ở lại chiếu cố tiệm cơm cùng huân nhi trần mặt nhún nhún vai rồi lại chần chờ nói còn ngu mỹ nhân à cô ấy phải đi tìm người cho nên tạm thời không cách nào gặp mặt chúng ta nói không chừng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại tuy rằng giọng điệu cà chớn nhưng khi nói tới đây trần mặt lại đột nhiên cảm thấy có chút lưu luyến không rời từ khi trở về ngu mỹ nhân luôn là một bộ thất hồn lạc phách tuy rằng nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nói đùa vài câu nhưng vẻ mặt phiền muộn không vui thì không cách nào che giấu trần mặt biết trong lòng nàng từ đầu đến cuối rối rắm nhưng lại không biết an ủi thế nào thầm nghĩ chỉ có thể mượn thời gian trôi đi xem chính cô ấy có thể khôi phục hay không chẳng qua thoạt nhìn ngu mỹ nhân cũng không tính toán buông tha cho dù hiểu tìm được chủ nhân xác suất xa vời, nàng vẫn lựa chọn một mình ra đi. Ngay lúc này, vị mỹ nhân này sớm đã không biết đi nơi nào, chỉ có một phong thư mang theo mùi thơm gửi gia địch đưa tới, bên trên viết mấy dòng ngắn ngủi, bảo trọng. Hữu duyên tái tụ, hữu duyên sao, đem phong thư nhẹ nhàng cất lại vào túi ngực, nhìn ánh mặt trời vàng nhạt cuối thu ngoài cửa sổ, trần mặt cờ hờ khẽ thở dài, cơ hồ đồng thời, nương theo sau một cơn chấn động nhẹ, chiếc máy bay Boeing 747 mang theo hành khách rốt cục vững vàng cất cánh, hướng về đảo quốc phía đông nam mà đi diệp dung quay đầu nhìn sắc mặt tái nhật của trần mặt vội vàng rót một chén nước đưa cho hắn thấp giọng nói mặt mặt không phải là anh bị say máy bay đấy chứ bị em đoán trúng rồi trần mặt nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cố nén cảm giác nôn nao trong người đáp diệp dung thay hắn chấm chút tinh dầu lại nhìn không được nghi hoặc nói kỳ quái anh biết là bị say máy bay vậy tại sao lại vội vã đến nhật bản hiện có thể nói lý do đi lý do rất đơn giản anh muốn đi tham gia giải đấu hạng nhất trần mặt uống một hớp nước đưa tờ báo lấy từ tiệm cơm ra, Diệp Dung tròn mắt nhìn hắn. À. anh có sao không thế, lại đem đống tạp chí theo lên tận đây, chẳng lẽ vì muốn xem bài phỏng vấn Phù Dung tỷ để em xem, không mù mờ như Diệp Dung, gia địch hiển nhiên là biết được mục tiêu của Trần Mặt, ngay lập tức cầm lấy tờ báo nhẹ giọng đọc. Tin Thế Giới, giải thi đấu nghệ thuật nấu ăn phương Đông Toàn Nhật Bản lần thứ 10, cử hành vào ngày 20 tháng 10 tại núi Phú Sĩ, Tokyo. Dự tính sẽ hấp dẫn đông đảo du khách cùng nhân sĩ trứ danh tới tham quan. Cái gì? Thi đấu nghệ thuật nấu ăn phương đông, Diệp Dung ngẩn ra, còn có chút không rõ, gia đình đem tờ báo đưa cho nàng, lại giới thiệu nói. Nói trắng ra là thi đầu bếp giỏi, chẳng qua giải đấu này có thâm niên khá lâu rồi, theo như tài liệu em có được, giải đấu này bắt đầu từ năm 1979, mỗi 3 năm cử hành một lần, lấy tổn chỉ là phát huy bảo tồn nền ẩm thực Nhật Bản. Giải đấu sẽ tiến hành tại vùng núi Phú Sĩ, người thằng cuối cùng nhận được 5 vạn đô la cùng với biểu tượng trù thần, thần bếp, là chiếc lưu ly thanh bình bình sứ ngọc màu xanh. Do đó mặt mặt định tham gia giải đấu này, nghe được gia địch giải thích, Diệp Dung cuối cùng cũng hiểu ra, có điều là có chút mê hoặc nhìn lại tờ báo một lát, nàng lại nhịn không được hỏi. Nhưng mà lạ lắm nhé, người lười như anh lại nghĩ được việc sang tận Nhật Bản tham gia thi đấu. Lần trước giải thi đấu nấu ăn trong nước anh cũng không tham gia cơ mà, cái này sao, trần mặt như có suy nghĩ gì nheo mắt lại, nhìn kỹ lên ảnh chụp chiếc lưu ly thanh bình trên bìa báo, bởi vì năm nay giải đấu này vừa tròn kỷ niệm lần thứ 10, cho nên ban tổ chức đặt ý chuẩn bị một chiếc lưu ly thanh bình lại đặc biệt mời thần xã vì nó khai quang cầu phúc dùng làm biểu tượng vinh dự cao nhất cho người chiến thắng thần đạo là tôn giáo của người nhật thần xã bằng với đền thờ đối với những đầu bếp dự thi lưu ly thanh bình này tượng trưng cho địa vị trù thần của bọn họ nhưng trần mặc quan tâm không phải điều này mà là vật trang sức khảm nạm trên chiếc bình may mà mình xem kỹ bằng không đã bỏ qua chi tiết này rồi khe khẽ thở dài nhìn mảnh ngọc vỡ màu tím trên chiếc bình trần mặc không tự chủ được cười khẽ xem chừng từ sau khi có được mảnh ngọc thứ ba thì vận khí của mình đúng là dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhanh như vậy đã tìm được mảnh thứ tư, chẳng qua, tìm thấy cũng chưa có gì lớn, quan trọng là làm thế nào lấy đến tay. Chỉ sợ còn gian truân nữa để đoạt được lưu ly thanh bình này, mặt mặt, một tiếng gọi nhỏ chặn suy nghĩ của hắn, Diệp Dung hơi hơi ngạc nhiên nhìn hắn, mặt hồ nghi nói. Anh cười gian thế, không phải là định làm gì xấu đấy chứ. Đúng rồi, anh còn chưa cho em biết vì sao lại đột nhiên muốn tham gia hội thi kia, rất đơn giản, bởi vì a à muốn phát huy nền văn hóa mỹ thực của trung quốc trần mặt mặt nghiêm nghị như vừa nhận được huân chương yêu nước nói nền ẩm thực hai nước trung nhật có rất nhiều điều đáng để trao đổi cho nên anh quyết định mượn cơ hội này để giao lưu học hỏi lẫn nhau vì mở rộng được rồi được rồi anh cũng đừng có tiếp tục gạt em diệp dung ngẩn ra nhìn không được mắt trợn tròn lại đột nhiên cười hì hì nói nói thật đi em sớm đã biết anh muốn làm gì chẳng qua là muốn nhìn xem chừng nào thì anh mới bằng lòng nói ra em biết Trần Mặt lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ hay là gần đây dung tỷ mỗi ngày đều ăn ốc trần, nên chỉ số thông minh được đề cao thêm nhiều, đương nhiên. Muốn giấu em không dễ như vậy đâu. Em đương nhiên biết anh muốn đi Nhật Bản làm gì, Diệp Dung Dương Dương tự đắc ngửa đầu nói. Ừm, anh là muốn đi thu hồi bản quyền của Trung Hoa Tiểu Đương Gia, đúng không? Trung Hoa Tiểu Đương Gia hay Tiểu Đầu Bếp Cung Đình, Đầu Bếp Cung Đình, một bộ truyện nói về ẩm thực Trung Quốc, nhân vật chính là Lưu A Ngang. Diệp Dung vì sao nghĩ thế thì vui lòng đọc lại mấy chương đầu. Dung tỷ, em thật sự là thông minh đấy. Trần mặt tròn xoe mắt làm vẻ ngạc nhiên, thậm chí giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Đây cũng không phải là lời khen trái lương tâm. Diệp Dung thật sự rất thông minh, nàng cư nhiên còn nhớ rõ mấy lời bậy bạ khi hắn thi triển trù nghệ cứu tiệm cơm hơn một năm trước. Hơn nữa lại còn có thể suy diễn kết hợp nó với hành trình tới Nhật Bản hôm nay. Thật ấy chứ, loại năng lực trinh thám logic này thật sự là có thể khiến rất nhiều người bội phục. Đương nhiên, nghĩ em là ai chứ? Được ca ngợi như thế, Diệp Dung hơn hở véo hắn một cái, cười hì hì nói mặt mặt, chuyện này em ủng hộ anh, nhất định phải ở trong hội thi nấu ăn này bày ra trù nghệ chính tông của Trung Hoa Tiểu Đương Gia. Đúng rồi, vừa vặn em đã chuẩn bị một món quà, vốn là định động viên anh đi tham gia tiết mục dân gian trù sư trên đài truyền hình Nam Thành. Món quà, trần mắt tròn mắt, đột nhiên cảm thấy bất an, quả nhiên ngay sau đó, Diệp Dung liền từ trong vali lôi ra một chiếc áo kiểu tôn trung sơn, vốn là mốt từ những năm năm bốn, nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt là trên mặt áo còn viết chứ mặt trước viết truyền nhân đời thứ 32 của Trung Hoa Tiểu Đương Gia, mặt sau viết tiệm cơm các tường hoa nghênh ngài, ca ngất, may mà anh không đáp ứng em tham gia dân gian trù sư, nhìn chiếc áo có thể đi vào viện bảo tàng, trần mặt chỉ có thể may mắn chính mình đúng lúc rời đi Nam Thành, không cần đi đài truyền hình tự làm mất mặt, ngẫm lại xem, nếu chính mình thật sự mặc chiếc áo này vào rồi xuất hiện trước mặt cả trăm vạn người, sợ là từ nay về sau mỗi khi ra đường đều phải đeo khẩu trang, không biết thì im ngay. Hiện nay cổ phục đang thịnh hành, Diệp Dung ngẩn ra, thở phì phì giải thích. Đây chính bộ em nhờ thợ may lý ở Phúc Phường Nhai làm cho, người ta cũng đã chậu vàng rửa tay 20 năm, em thật vất vả mới thuyết phục được bác ấy hỗ trợ. À. Quấy rầy người khác rửa tay chậu vàng là hành vi vô đạo đức a, Trần Mặc mặt xấu hổ nhìn lên chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn kia, hình như không tin tưởng mình có đủ dũng khí mặc vào bộ y phục này, sự thực thì hắn cảm thấy mặc chiếc áo này giống như là một hình phạt khi thua bài sai khiến thì đúng hơn, lúc đó người thua sẽ phải mặc áo Tôn Trung Sơn ra đường lượng một vòng, sau đó ông cục điện hô to, bệnh của tôi không chữa được. Nhưng mà thoạt nhìn thì Diệp Dung hiển nhiên là rất đồng tình với tiêu chuẩn thẩm mỹ của vị thợ may kia, cho nên nàng hận không thể lập tức khiến Trần Mặc mặc bộ này vào. Suy nghĩ đến sự nhiệt tình của nàng, Trần Mặc chỉ có thể thật cẩn thận nhắc nhở nói. Vậy thì Dung tỷ vất vả rồi. Nhưng mà anh có cảm giác là bộ y phục này cứ thiếu thiếu gì đó, sao? Thiếu cái gì? Diệp Dung mê hoặc chớp chớp mắt, nhìn kỹ chiếc áo, chợt tỉnh ngộ nói. A. À. May mà anh nhắc không em cũng quên mất. Hóa ra em quên nhờ in lên địa chỉ và số điện thoại quán cơm. Ai có bút đi cho em mượn với, chết mất, trần mặt nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, đột nhiên có suy nghĩ muốn giật lấy chiếc dù rồi nhảy ra ngoài. Gia địch thì đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Diệp Dung, đột nhiên bật thốt lên một câu. Theo ý nào đó mà nói, tôi cảm thấy cô cứ tiếp tục thế này mà sống thì sẽ rất vui vẻ đấy. Giỏi, quá giỏi luôn. Ý em nó chê cứ ngu ngu hâm hâm thì dễ sống. Theo ý nào đó mà nói, tôi thì cảm thấy cô cứ tiếp tục thế này mà sống thì sẽ rất vất vả đấy quá xe quá bạo lực diệp dung ngẩn ra lập tức không chút thách khí phản bác có thể thấy được nàng chỉ khi đối mặt với trần mặt mới có thể vờ ngớ ngẩn chỉ giây lát hai vị nữ sĩ đã liên tiếp kích bắt nhau cả hai đồng thời thiêu đốt tiểu vũ trụ rất có xu hướng sẽ trực tiếp tung ra đòn tất sát hai em cứ tiếp tục anh đi toilet như bình thường vẫn vậy cứ đến đoạn nguy hiểm này trần mặt lại lập tức biết điều lựa chọn nhượng bộ lui binh có điều không đợi hắn đóng hẳn cửa toilet mấy đồ điện đã từ trong ba lô chui ra, e sợ cho thiên hạ không loạn than thở nói. Lão đại, anh quả nhiên là người xấu. Hóa ra anh muốn đi Nhật Bản. Quả nhiên chúng ta đều là người đồng đạo. Các thanh niên thiên địa hội. Sặc, bọn mày nói cái gì? Trần mặt trợn tròn mắt nhìn chúng nó, đột nhiên cảm thấy hết hồn. Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng loạn choạng, quay đầu nhìn sân bay Nhật Bản đã dần rõ ràng bên ngoài cửa kính. Không có gì. Không có gì. Lão đại, anh cứ việc đi thi đấu, việc còn lại cứ giao cho bọn em là được rồi. Chương 135, trai hay gái, hơi giật người một cái, trần mặt rốt cục không cần phải say máy bay nữa vì máy bay đã chậm rãi hạ cánh trượt trên đường băng tại sân bay Tokyo. Bởi vì gia đình vĩ thác, cho nên tăng á, cô thư ký, sớm đã chuẩn bị xe liên cung tới đón. Nhìn thấy mọi người phong trần mệt mỏi mà đến, nàng ngay lập tức lễ độ cung kính hành lễ rồi hỏi về hành trình kế tiếp để sắp xếp. Lão đại, hỏi chỗ nào bán AV mới nhất, hô lên được loại yêu cầu này, đương nhiên là đám đồ điện trốn trong ba lô, không nói một câu, đập cho chúng nó qua ba lô một cái, trần mặt quay đầu nhìn gia địch, nghi ngờ hỏi. Nếu mọi người không phiền thì trước hết chúng ta tới chỗ báo danh thi nấu ăn nhé, đương nhiên, xin theo lệnh ngài, tan á từ ghế trước xoay đầu lại, lễ độ cung kính lĩnh mệnh, lại phân phó lái xe thay đổi phương hướng, cùng lúc đó, nàng cũng không quên giới thiệu nói. Tiểu thư, dựa theo phân phó của ngài, em đã thu thập một ít tình báo về giải đấu này, chiếc lưu ly thanh bình ngài đặc ý nhắc tới kia hiện đang gửi trong thần xã Asama, đền Asama, tại núi Phú Sĩ, do thần quan tiến hành cầu phúc thụ lễ, thần xã Asama, trần mặt hơi ngạc nhiên, tuy rằng đã nghe qua về thần xã từ trên TV, nhưng hắn vẫn chưa từng thấy qua, tan á nhẹ nhàng gật đầu, giải thích nói. Vâng, thần xã Asama nằm sừng sững dưới chân núi Phú Sĩ, cung phụng thần Konohanaham, trong đền thờ có gần 100 thần quan, cho nên nếu ngài định, cái chỗ thần đạo, thần xã, là mình dùng Google thần trưởng, có bạn nào rành văn hóa Nhật thấy bị sai sót thì bỏ qua nhé. Mặc dù không nói hết câu, nhưng ý tứ của Tang Á rất rõ ràng, nếu định trực tiếp đi thần xã Asama cướp Lưu Ly Thanh Bình có lẽ sẽ bị gần trăm thần quan đánh hội đồng, hay lời khác mà nói, thủ đoạn vũ lực hiển nhiên là không thể thực hiện được, bởi vậy biện pháp tốt nhất là ngoan ngoãn tham gia giải thi đấu ẩm thực, hoặc là đợi để tiếp xúc với vị trù thần chiến thắng sau cùng kia, nghĩ biện pháp lấy được Lưu Ly Thanh Bình từ tay hắn, vậy thì chúng ta tới báo danh đi, thoáng trầm ngâm một lát, Trần Mặc cảm thấy vẫn còn có thể có hy vọng, gia địch không có có dị nghị phất tay, lệnh cho tan á tăng tốc. Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ cuối thu, chiếc xe liên côn bản dài chạy bon bon ra khỏi nội thành Tokyo, chỉ một chốc đã dừng chân nơi báo danh thi nghệ thuật ẩm thực dưới chân núi Phú Sĩ, phong cảnh thật tuyệt, mặc dù mùa này không được xem hoa anh đào nở rộ, thế nhưng nhìn cảnh vật tú lệ chung quanh, Trần Mặc không thể không hít một hơi thật sâu, cảm thụ không khí núi non trong lành, ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang tòa thần xã phong cách cổ xưa cách đó không xa, ngói lưu ly đen, cửa chính mày hồng, vách tường phủ kính bởi hội họa. Tuy rằng kiến trúc không quá lớn, thế nhưng lại tạo một cảm giác cổ xưa giàu tính lịch sử tự nhiên, mà trước cửa tòa thần xã này hiện đang được tạm thời sử dụng làm nơi ghi danh cho giải đấu ẩm thực sắp tới. tan Á mời mọi người xuống xe, sau đó vội vàng chạy đi tìm người phụ trách. Trần Mặc đẩy cửa xe ra, tùy ý dạo quanh, vừa đi vừa cùng mấy đồ điện đang nấp trong ba lô trao đổi, thấy chung quanh không ai chú ý, nặc nặc lập tức nhảy ra. Lão đại, chỗ này đang giữ lưu ly thanh bình sao? Đúng vậy, mày cảm thấy chúng ta có cơ hội cướp luôn không? Trần Mặc như có suy nghĩ gì quay đầu nhìn thoáng qua, cười hì hì hỏi. Cướp bóc lưu ly thanh bình đương nhiên là không đúng, nhưng mà nếu chỉ bóc miếng ngọc vỡ trên đó đi thì cũng không có ảnh hưởng gì. Chẳng qua, Tang Á nói nơi đây có gần trăm thần quan, mà cũng không biết đám người này có pháp lực không nữa. Em thấy được đấy, không đợi nặc nặc trả lời, qua qua liền từ ba lô chui ra, chậm rãi phóng đại hình thể. Lão đại, em cảm thấy đám thần quan này không mạnh lắm đâu, chỉ có điều hơi đông, nếu gần trăm người cùng lên hội đồng bốn đứa bọn em thì chỉ sợ sẽ tốn kha khá thời gian đấy đúng thế mà từng ấy thời gian thì cũng đủ để cảnh sát chạy tới trần mặt nhẹ nhàng gật đầu hơi hơi trầm ngâm nói các bạn đang nghe truyện trên kênh tv audio cv nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha như vậy nếu chúng ta lẻn vào trộm tao nghĩ là những thần quan kia không canh giữ lưu ly thanh bình đâu dù sao vật đó chỉ là gửi ở đây chứ chẳng phải là cổ vật hay đồ thờ gì cả ngon nghe thấy sẽ lẻn vào ăn trộm qua oa tức thì hưng phấn không thôi xung phong nhận việc nói lão đại nhiệm vụ vinh quang này cứ giao cho em đi anh yên tâm đêm nay em sẽ lẻn vào nhẹ nhàng cầm lưu ly thanh bình ra cam đoan không ai có thể thấy được thật đấy nghe được qua oa nói như vậy trần mặc cũng có chút động tâm nhưng suy nghĩ qua một chút hắn vẫn khẽ lắc đầu nói tạm thời dự trù thế đã nếu không cần làm thì không làm trước hết chúng ta qua xem tan á báo danh hộ xong chưa đi vừa nói xong câu này Trần Mặc đã thấy Tang Á cùng với một người đàn ông trung niên phụ trách báo danh đi tới, bởi vì tập đoàn gia đình, nên nơi này tuy là Nhật Bản, nhưng vị Fujimo tiên sinh chỗ ghi danh này vẫn có vẻ nho nhã lễ độ, còn cách 5-6 mét đã cúi người thật sâu chào, dùng tiếng Trung còn khá trúc trách ân cần thăm hỏi. Trần Sang, thật cao hứng khi được gặp ngài, họ trong tên Sang, là cách xưng hô phổ biến trong tiếng Nhật, có thể áp dụng cho cả nam và nữ. Cách nói này thường được sử dụng trong những trường hợp bạn không biết phải xưng hô với người đối diện như thế nào. Nghe ngữ khí ân cần như thế, Trần mặt không khỏi thở vào một cái, trong lòng biết việc báo danh khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng biến hóa ngay sau đó lại nằm ngoài dự liệu của hắn, bởi vì Fujimo tiên sinh này cứ thế không lưng mà hổ thẹn nói. Thật xin lỗi, tôi không thể giúp được ngài, sao cơ, Trần mặt ngẩn ra, không khỏi ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, xin cho phép tôi giải thích, Fujimo lại cuối người, nghiêm nghị nói. Giải đấu lần này có hạn chế rất nghiêm khắc là chỉ có đầu bếp trong nước mới được tham gia hơn nữa yêu cầu phải được tiến cử từ những khách sạn lớn. Bằng quan hệ của ngài và tiểu thư gia địch thì việc tìm khách sạn tiến cử đương nhiên quá đơn giản, thế nhưng về quốc tịch, như vậy sao, trần mặt nhíu mày nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật, mắt thấy Fujimo lại muốn cúi đầu, hắn vội vàng khoát tay nói. Được rồi, được rồi. Ngài cũng đừng có tiếp tục cúi đầu, tôi sắp ngất ra rồi đây. Bất kể là thế nào thì vẫn cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, tôi sẽ tiếp tục tự mình nghĩ cách là được rồi, vâng không thể giúp đỡ ngài, tôi thật vô cùng. Fujimo trả lời như vậy, vẫn là không đổi được thói quen cúi đầu. Bất quá mới vừa vặn công người một nửa, hắn đột nhiên ngẩng ra, như có suy nghĩ gì nhìn phía cách đó không xa. Giờ phút này, dưới ánh mặt trời, mấy chiếc ô tô màu đen có rèm che đang chậm rãi chạy đến, đội hình ngay ngắn chỉnh tề hiển nhiên là đã qua huấn luyện chính quy. Fujimo hơi hơi ngạc nhiên, lập tức lần nữa không mình hành lễ nói. Trần Sang, xin cho phép tôi tạm thời rời đi, chuyện của ngài chúng ta sẽ bàn lại sau. Tuy rằng ngữ khí vẫn khách khí như cũ, nhưng nhìn bộ dáng vội vàng chạy đi của Fujimo thì hiển nhiên khách bên kia vừa đến quan trọng hơn. Bước nhanh tới đón đoàn xe, hắn dừng cạnh cửa chiếc xe ở giữa, cung kính hồi đáp. Sakura Basama, để ngài phải tự mình tới đây, tệ nhân cảm thấy thật vô cùng có lỗi. Họ trong tên sama dịch là đại nhân, sử dụng với ý nghĩa kính trọng. Không trả lời hắn, chiếc xe vẫn duy trì im lặng, xem ra đối phương không cho rằng Fujimo có tư cách cùng mình nói chuyện. Cùng lúc đó, mấy chục bảo tiêu đã vội vàng tới, đến trước chiếc xe kính rèm mà trải trong thảm đỏ từ cửa xe, nương theo cửa xe mở ra, một thân ảnh mặc kimono màu trắng chậm rãi đi tới, nhất thời làm không khí chung quanh như ngưng lại vài giây, đây là một thanh niên trẻ. Hay là một cô gái tuổi xuân thì, dưới ánh nhìn của mọi người, hắn không chút biểu tình đứng tại chỗ, mái tóc đen không hề buộc giữ chảy dài trên vạt áo kimono, nhìn qua có vài phần hương vị của một vị công tử thời đại hỗn loạn xa xưa, chỉ có một vấn đề đó là, dáng vẻ kia phối với một gương mặt đẹp đến không tì vết, bất kể nam hay nữ đều như vậy, thế nhưng người ta không cách nào phân biệt được chuẩn xác nên cho là nữ hay nam, nếu bắt buộc phải miêu tả, chỉ có thể thêm bằng một từ đó là lạnh như băng, trai hay gái, trần mặt kìm lòng không đậu xoa xoa cầm, than thở nói, hắn nói rất khẽ, thế nhưng đối phương tự hồ lại nghe được, hơi hơi quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng giống như dáng đánh giá một vật thể vô tri, chẳng qua, chỉ nhìn thoáng vài giây, hắn liền không chút biểu tình quay đầu, đem ánh mắt dừng lại trên người gia đình, đã lâu không gặp, điềm nhiên khẽ giơ tay chào, thanh âm của vị Sakura Basama này cũng giống bề ngoài, rất khó để người ta phân biệt được giới tính. Bất quá, khi nói chuyện với gia đình thì ngữ khí của thắng cũng lại có được vài phần cảm xúc, không lãnh ngạo như ban nãy, không nói thêm gì, gia đình cũng vẫy tay chào lại, người thoáng nói chuyện với nhau vài câu rồi lại từ biệt. Ngay sau đó, vị Sakura Basama này liền chậm rãi đi đến chỗ báo danh trước cửa thần xã. Fujimo tất nhiên là vẻ mặt tươi cười đi theo bên cạnh, thái độ khiêm nhường như là nhìn thấy chủ nhân. Trần mặt vô nghĩa nhún nhún vai, rồi lại nhịn không được thở dài, nhưng cũng không phải vì chính mình bị lạnh nhạt. Trên thực tế, hắn vừa rồi vẫn chăm chú nhìn ít hầu của vị Sakura Basama kia, nhưng cái dấu hiệu để phân biệt nam nữ đó lại vừa như có cũng vừa như không. Người này rốt cuộc là nam hay là nữ, tò mò xoa xoa cầm, trần mặt quay đầu nhìn nhìn gia địch đứng bên cạnh. Diệp Dung từ trước đến nay cực kỳ bao che khuyết điểm, chứng kiến đối phương không để cho trần mặt mặt mũi như vậy, nhịn không được than thở nói. Thắc mắc làm gì? Người như vậy cho dù có là nam thì cũng là một nam nhân xấu xa. Tuy rằng nói như vậy nhưng Diệp Dung kỳ thật cũng rất tò mò, nhịn không được đem ánh mắt chuyển sang gia địch, bị hai người nhìn chăm chú chờ giải đáp, gia địch mặt không chút thay đổi nhìn bóng lưng Sakura rốt cục hơi có vẻ chần chờ nói. Em không biết. Kỳ thật vấn đề này em cũng rất muốn biết đáp án, ạ, à, Trần Mặt cũng không biết nói gì, thầm nghĩ hóa ra gia địch cũng có máu tò mò, quả nhiên là người đồng đạo, mà trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, gia địch đã nhẹ giọng giới thiệu nói. Nhưng mà không nên xem thường Sakuraba cha của hắn là chủ tịch tập đoàn Lan Hợp. Có lẽ anh không biết tập đoàn này, nhưng chỉ cần biết rằng địa vị của nó tại Nhật Bản tương đương với địa vị của gia tộc bọn em tại Hy Lạp. Nghe lời này, cho dù Diệp Dung có không cam lòng thế nào cũng không nhịn được lắc Bắc kinh hải, thế nhưng chỉ vài giây sau, nàng lại nhịn không được hỏi. Ơ lại nhỉ, nếu người này đã có bối cảnh như vậy, sao lại tự dưng muốn tham gia giải đấu này? Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, gia địch nhẹ nhàng lắc đầu, lại đầy mặt lo âu nhìn phía trần mặt, thấp giọng nói. A Mặc. Em bắt đầu có chút bận tâm. Nếu Sakuraba cũng tham gia giải đấu này thì kế hoạch của anh, anh cũng không định dự thi, Trần mặt vô nghĩa nhún nhún vai, tùy tay vỗ vỗ cái ba lô bên mình. Anh đột nhiên cảm thấy nên dùng một cách khác, ví dụ. Nhân tiện hỏi một câu, hiệu suất làm việc của cảnh sát Nhật Bản thế nào? Chương 136, giả thần giả quỷ. Núi Phú Sĩ đêm nay yên tĩnh đến khác thường, lại được sương mù phủ thêm một lớp áo, làm cho cảnh đêm nơi đây càng thêm vài phần thanh nhã có điều khác với mọi người chỉ là thưởng thức cảnh sắc một vài kẻ xấu xa lại coi trọng nhiều giá trị hơn của sương đêm chính như oa oa đã nói thế này sương mù này tới tốt không thể tốt hơn lại phối hợp chúng ta ngụy trang coi như nghênh ngang đi vào cũng sẽ không bị phát hiện xem ra mày rất có kinh nghiệm nhỉ trần mặt tròn mắt mà nhìn nó thầm nghĩ loại chuyện này tin chắc không phải nó làm lần đầu mà nghe được hắn khen ngợi oa oa cũng không tham công hồi đáp thường thôi thường thôi thứ ba thế giới mà nói đúng ra thì cách này cũng không phải em nghĩ ra được là từ mấy phim chiến tranh của bản bản học đấy chứ. À quên, chúng nó đang nấp dưới lớp nước đen kịt trong bụng em, hố hố. Giải thích một chút là cái không gian trong ruột của Oa Oa tựa như túi thần Doraemon, dung nạp bất kể kích thước, nên giờ nuốt ba đồ điện kia vào sau đó phủ một lớp nước màu đen lên trên để ngụy trang. Không để ý đến nó tự kỷ, Trần mặt đưa mắt nhìn mấy đồ điện chui hết ra từ ba lô, rồi lại đưa mắt nhìn thần xã Asama sáng trưng đèn đuốc phía xa xa, bèn ngăn lại Oa Oa đang muốn xuất phát mà nhắc nhở nói cẩn thận một chút. Nếu thật sự không được thì trước tiên rút về, không cần dẫn một đám thần quan chạy khắp núi, biết rồi, lão đại an tâm, hiếm khi có dịp được chuẩn quan minh chính đại đi ăn trộm, qua qua sớm đã hưng phấn đến ứa hơi nước thay vì chảy giải, không đợi trần mặt nói xong đã mang theo đám đồ điện sông ra ngoài, gió nhẹ hiu hiu truyền lại tiếng chúng nó nói chuyện, chỉ nghe giờ phút này nặc nặc đang rất hổ báo đề nghị. Được rồi, khi chúng ta lấy xong mảnh ngọc, nên để mấy chữ lên vách tường thần xã chứ nhỉ, tụi mày có ai biết tiếng Nhật không? À, nghe đến đây, Trần Mặc đột nhiên bắt đầu cảm thấy có lẽ kế hoạch này đã sai lầm rồi, nhưng mà mắt nhìn mấy đồ điện đã ngày càng gần thần xã, hắn cũng chỉ có thể chắp tay lên trời cầu nguyện, hy vọng đám dở hơi kia biết điều mà quậy phá đúng nơi đúng lúc. Đại khái là nghe được lời cầu nguyện của hắn, sau một cơn gió lạnh phần phật thổi qua, mấy đồ điện đang sôi trào nhiệt huyết rốt cục an tĩnh lại mà men tới gần thần xã. Dưới sự dẫn dắt của oa oa, bốn tên dở hơi này theo bụi cỏ thông thả bò sát, thật cẩn thận tới gần cửa chính, tận lực tránh khỏi ánh đèn sáng ngời nhưng dù thế thì cũng đã có mấy người canh trước cửa nghe được tiếng động lạ mà rọi đèn pin đi tới có phải là thỏ không cẩn thận đảo một vòng qua bụi cỏ đội trưởng đội cảnh vệ thì thào tự nói đúng lúc này đầu ngón chân không biết đụng phải cái gì mà gây ra tiếng loảng xoảng vang thật lớn bị tiếng động này kinh động mấy cảnh vệ vội vàng nắm cảnh côn vọc tới đã thấy cảnh vệ đội trưởng ôm chân mà nhảy lò cò vừa nhảy vừa chửi khốn kiếp chỗ này sao lại có nồi cơm điện là đám du khách nào mà vô ý thức thế chứ nồi cơm điện mấy cảnh vệ đưa mắt nhìn nhau mà lại không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn kỹ lại trong bụi cỏ dưới ánh trắng mờ ảo một cái nồi cơm điện cũ nát đang nằm chễm chệ trên mặt cỏ mà bên trong lại đổ đầy thứ nước gì đen như mực nhìn thế nào cũng không phù hợp cảnh cảnh vệ đội trưởng vẫn ôm bàn chân mà nhảy hồi lâu sau mới bất đắc dĩ nói bỏ đi chúng ta về chỗ nơi này không liên quan đến chúng ta hắn đã nói như vậy mấy cảnh vệ còn có thể có ý kiến gì ngay lập tức nhiều đội trưởng trở về chỉ là ai có không có chú ý tới chờ bọn hắn đi xa cái nồi cơm rách nát kia đột nhiên giật giật lại lung la lung lay tới gần thần xã, chỉ chốc lát đã tiến sát tới một chiếc cửa sổ. Ngay sau đó, một cái điện thoại di động đột nhiên nhảy bám vào cửa sổ, rồi thật cẩn thận mở cửa sổ ra, hết thảy thuận lợi, nhỏ giọng ra hiệu, mấy đồ điện liền lặng yên không một tiếng động leo vào, chỉ để lại xa xa vẫn đang trạng thái thu nhỏ lưu lại ở bụi cỏ chuẩn bị đường lui. Về phần bên kia, Hoa Hoa sớm đã lặng yên không một tiếng động nhảy xuống hành lang, hướng về phía đại sảnh đã tìm hiểu trước mà đi, nặc nặc đi ngay sau nó, tò mò đánh giá bốn phía, thấp giọng than thở nói, Ê, chỗ này thờ thần gì ấy nhỉ, ca cũng không biết, hình như là thần một hoa gì gì đó, bản bản thuận miệng trả lời hàm hồ. Nhật Bản khác với Trung Quốc chúng ta, nhiều thần lạ lắm, vừa nói chuyện, bọn nó đã sớm thuận lợi lẻn vào thần điện, dưới ánh nến mờ ảo, mấy chục người đang vây quanh thần vị mà lẩm bẩm, hoặc nhìn như đang tiến hành cầu khẩn, trong kia kìa, trốn sau một cây cục quan sát dây lát, nặc nặc lập tức phát hiện được mục tiêu. Trước bức tượng gỗ nữ thần kia là chiếc lưu ly thanh bình đang tỏa hào quang, mà mảnh ngọc vỡ màu nhìn vừa đánh mắt đã trông thấy rõ. Hoa Hoa nhìn nhìn mấy chục thần quan còn đang cầu khẩn, nhỏ giọng than thở nói. Đám nào là cú chắc, khuya thế này rồi mà còn thức cầu khẩn. Ê, có nắm chắc đánh ngất xỉu hết được không? Có lẽ không ổn, nhìn nhân số đông đảo của đối phương, mấy đồ điện chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Mắt nhìn thời gian đã càng lúc càng khuya mà đám thần quan này lại vẫn bị uống phải thuốc kích thích nên không biết mệt mỏi. Hoa Hoa đã nhịn không được muốn xông lên cướp, mà đúng lúc này, bản bản đột nhiên mở màn hình, chần chờ nói. Này, ca đột nhiên nghĩ ra một cách, các chú đã xem tập đấu phép ở nước xa trì trong tây du ký chưa tắt vô đi bản bản bật lên một đoạn trong tập phim kia mấy đồ điện vốn là ngạc nhiên không nói gì lập tức lại không hẹn mà cùng chuối đầu tham khảo vài giây sau nặc nặc lặng yên không một tiếng động men theo những góc tối mà bò đến chân tượng thần bởi vì hình thể của nó rất nhỏ lại men dọc theo những tấm rèm che ngoài cửa sổ thông gió cho nên không khiến thần quan chú ý sau một lát nặc nặc đã bò lên được đến sau lưng tượng thần nó quan sát vài giây rồi đột nhiên chui vào chiếc bồ đoàn đỡ tượng thần, đồng thời không quên hướng qua qua lóe lóe màn hình. Hiểu rồi, qua qua cùng lúc không chút do dự mà hít vào một hơi rồi thổi ra thật mạnh. Trong chớp mắt, cuồng phong nhất thời gào thét mà ra, cuốn theo bụi mù quét khắp cả thần điện, khiến đám thần quan không thể không nhắm tịch mắt. Tiếng kinh hô nhất thời hết đợt này đến đợt khác vang lên. Bên trong hỗn loạn, một vị lão thần quan, thần quan lớn tuổi, râu tóc bạc trắng lại trấn định quá. Hoảng cái gì? Tất cả bình tĩnh. Lời còn chưa dứt ông ta đã kinh ngạc mà há to miệng, khó có thể tin, bức tượng thần trong đền lại đột nhiên khe khẽ rung lắc, tùng trùng hào quang màu xanh từ sau lưng tượng chợt phóng ra, hóa thành hào quang đầy trời rồi như thực thể mà chậm rãi rơi xuống, làm cho cảnh tượng bỗng chốc trở nên thật huyền bí hoa lệ. Giờ khắc này, đông đảo thần quan nhất tề ngạc nhiên há hốc miệng, một vài người tu vi thấp thậm chí làm rớt cả pháp khí trong tay, sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Thất hồn lạc phách run rẩy lắp bắp hỏi, lão thần quan quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng đúng lúc này, bức tượng đang lay động lại đột nhiên yên lặng bất động sau đó một giọng nói uy nghi không biết từ đâu vang lên tín đồ của ta đã thấy bản thân tại sao không quỳ thằng này sao nói được tiếng nhật ngọt thế nhỉ qua oa đang nấp sau cây cột nghe xong câu kia không thể không tán thưởng nói bản bản lóe lóe cái màn hình tự đắc tranh công nói đương nhiên nó từ ca xem được nhiều av như vậy không nói được mấy lời thì quá ngu rồi được rồi nếu để cho giáo viên tiếng nhật nghe được lời này phỏng chừng sẽ lập tức hộc máu tại chỗ nhưng bất kể thế này Tiếng nhận bản học móc được tê dùng quá đúng chỗ, cho nên khiến cả đám thần quan đang trong hỗn loạn cũng phải đồng loạt ngẩn ra, không hẹn mà cùng quay đầu trông lại, đại khái là bị dọa đến choáng váng, bọn hắn lại đứng trơ ra không có phản ứng gì, cứ thế ngơ ngẩn ngẩn nhìn bức tượng thần, thật giống như cả đám đã biến cả thành tượng sát, thế này là sao? Tính đồ thờ phụng ta, vì sao thấy ta không quỳ, thấy tình huống có chút quá dị, nặc nặc chỉ có thể lần nữa hô quát, ngữ khí tăng thêm vài phần khiển trách, mấy chục thần quan đưa mắt nhìn nhau, không biết là nên nghe lời dập đầu hay nên lao tới mà nện cái bức tượng kia, cả đám đang trong mờ mịt, vẫn là lão thần quan kia phục hồi trước, đánh mắt cho hai đệ tử bên cạnh, thấy ám hiệu của ông ta, hai gã đệ tử gật đầu rồi lặng yên không dấu hiệu vòng ra sau bức tượng, thế nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, phía sau thần tượng trống trơn, không hề có ai ẩn nấp, cũng không có bất kỳ máy móc nào, đối mắt nhìn nhau mắt một cái, hai gã đệ tử không tự chủ được trùng mình, vội vàng bước nhanh chạy về cạnh lão thần quan, cái gì Nghe hai đệ tử nhỏ giọng thuật lại, lão thần quan nhất thời đờ người ra, hai chân lại khẽ rung lên, nhìn ánh sáng xanh bao phủ tượng thần, hắn nhịn không được xoa xoa cái tráng mồ hôi lạnh, thấp giọng than thở nói: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ là có kẻ nào đang thi triển yêu pháp, thế nhưng cạn đây, lớn mật." Lại dám vọng ngôn như thế, lời kia mặc dù nói rất nhỏ, nhưng làm sao qua mặt được nặc nặc, đột nhiên giận quát một tiếng, trong đó nó còn tăng thêm cả nhiếp hồn ma âm, nhất thời làm mấy tên thần quan ý chí yếu kém quỳ sụp xuống, cơ hồ đồng thời qua Qua cũng phối hợp lần thứ hai thổi ra gió lạnh, làm cả thần điện chìm trong cuồng phong gào thét, vị lão thần quan kia lắp bắp kinh hãi, suýt nửa dập đầu quỳ xuống, nhưng vẫn còn do dự trong lòng. Chính là ngay sau đó, đột nhiên nghe được một tiếng thét vang, mười mấy thần ma quỷ quái chợt từ trên trời giáng xuống, tay cầm pháp khí đứng hầu hai bên bức tượng thần, ánh mắt sáng rực như là thực chất. Chương 137: Thiên cẩu không phải là cẩu. Ảo ảnh thật là tuyệt vời, từ từ ngưng thổi ra, Qua Qua nhìn bản bản đứng cạnh, hiếm thấy tán thưởng một câu có thuật huyễn tượng của bản bản, đừng nói là mười mấy thần ma quỷ quái trước mặt này, cho dù triệu hóa mười vạn thiên binh thiên tướng hàng lâm cũng không thành vấn đề, chẳng qua những thần tướng này chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chứ chẳng may bị người lấy tay chạm khẽ thôi cũng sẽ lập tức lộ sơ hở, thế nhưng nói là nói, có cho đám thần quan này thêm mấy lá gan chắc cũng không dám bước lên đụng chạm vào thần tướng, giờ phút này, lấy lão thần quan dẫn đầu, đông đảo thần quan sớm đã kinh sợ đến ngay người, hận không thể cắn cả mười đầu ngón tay để chứng minh đây không phải nằm mơ coi như giọng nói cùng cuồng phong lúc trước còn có thể làm giả, nhưng mà thần ma quỷ quái bỗng dưng hàng lâm này bất kể thế nào cũng không thể giả, cho dù là liên hợp toàn bộ thần quan cao tay nhất Nhật Bản cũng không có loại pháp lực này, đã thấy bản thần, tại sao không quỳ, không đợi nặc nặc quát thêm lần nữa, mấy chục thần quan đương trường đã sớm quỳ xuống mà bái như thế sao, vị lão thần quan kia cái trán mồ hôi đầm đìa, trung rẩy quỳ rạp, ngay cả mắt cũng không dám ngước lên nhìn một cái, nghe tiếng quát uy nghi từ tượng thần, lại nhìn mười mấy thần ma quỷ quái uy phong trước mắt, ông ta hoàn toàn tin phục, trung giọng nói. Tính đồ của ngài, cung nên thần cô miễn lễ, trong lòng dương dương tự đắc, nặt nặt ra vẻ nho nhã nói cổ văn, thật sự cũng có vài phần uy nghi của thần. Ta cử mây ngang qua nơi này, thấy các ngươi thành tính cầu nguyện, trong lòng có chút cảm động nên hạ xuống lai dạo một lần, dạ, nghe được nặt nặt này, mấy chục thần quan là vừa mừng vừa sợ, cơ hồ quỳ bái sát đất, lão thần quan quỳ phía trước, trong miệng lẩm bẩm thấp giọng cầu khẩn, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi tìm cơ hội ôm được bắt đùi thần linh lần này, phải biết rằng, xác suất thần linh hạ phàm từ xưa tới nay là cực thấp nếu bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này thì sợ rằng ngày mai sẽ tiếc đến độ muốn đập đầu vào tường mà chết nghĩ đến đây ông ta vội vàng vừa quỳ vừa lê gối về phía trước dẫn dắt mấy chục thần quan liên tục dập đầu trong miệng hô to cầu chúc còn về nội dung cầu khẩn của bọn họ thì đương nhiên là hy vọng thần linh nghĩ tới công lao không ngại khó khăn mà tùy tiện ban thưởng cái gì đó một màn này quả rất giống với đoạn ba huynh đệ tôn ngộ không giả dạng tam thanh tại tập đấu phép thuật tại nước Sa trì trong bộ tây du ký chẳng qua là đám hoa hoa lại không cách nào ban thưởng thần thủy thôi. Thần thủy qua tơ ai lao, dịch theo thứ tự từ trái qua. Được rồi. Thấy các ngươi thành tâm cầu nguyện, sẽ ban thưởng cho các ngươi vài món thần khí. Giả trang rồi nhìn một đám thần quan quỳ lại trước mặt mình đến phát nghiện, nặc nặc cao hứng nói. Các ngươi lùi ra ngoài đợi lệnh, bởi thiên cơ bất khả lậu, không được ta cho phép không được đi vào. Một lời này chẳng khách nào đào ra cái hố, chỉ đợi xem đối phương có chịu chủ động nhảy vào không. Lão thần quan ngẩn ra, lại cùng mấy chục thần quan đưa mắt nhìn nhau, không khỏi có chút thất vọng, thầm nghĩ giá được lưu lại xem thần linh ban thần khí bằng cách nào, chẳng qua hơi hơi do dự một lát, chờ ông ta lần thứ hai ngẩng đầu trông thấy này mấy thần ma quỷ quái thì lại nhất thời rung giọng cúi đầu nói. Dạ, chúng con xin lui, nói xong, lão thần quan lập tức lui ra, lệnh cho thuộc hạ theo hai cánh cửa bên hông rời ra ngoài, chẳng qua, bởi vì trong lòng vẫn có chút hoài nghi, hắn cũng không quên trước khi xoay người đánh giá lần cuối cảnh vật chung quanh, hoặc nhìn, hết thảy đều bình thường đến không thể bình thường hơn, nơi này cũng không có người lạ hay thiết bị công nghệ cao nào. Như vậy, chắc hẳn việc thần linh hàng lâm là sự thật, phát đạt rồi, trong lòng vui mừng thì thào tự nói, mấy chục thần quan vui sướng đóng lại cửa lớn, sau đó chỉnh tề quỳ đợi bên ngoài, mà đợi khi thần điện khôi phục yên tĩnh, theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, mấy đồ điện lập tức nhảy cả ra, dương dương tự đắc nói. Dễ thật, đám người kia đều dùng đầu gối để nghĩ sao, đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẻ. Bất quá bốn đồ điện hiển nhiên đều thực vô sĩ, Dương Dương tự đắc cười đến mấy phút mới nhớ tới chính sự, nặc nặc hiển nhiên là thủ lĩnh trong tổ bốn tên, ngay lập tức phân phó nói. Nhanh lên. Ca đi lấy ngọc vỡ, bản bản viết thơ lên tường, qua qua. đẹp qua qua, mày lấy áo lót ra làm quái gì thế, để lại thần khí mà, phun ra vài cái áo lót để xuống đất, qua qua còn hứng thú xếp chúng lại thành đồ án, nham nhở trả lời, những tên kia bái chúng ta lâu như vậy, cũng nên chừa chút đồ cho bọn họ. Thật đáng thương, làm thần quan lâu như vậy khẳng định ngay cả tay của phụ nữ cũng chưa được chạm ta có nên để lại mấy quyển kim bình mai không nhỉ nếu nghe được câu này có lẽ những thần quan đang quỳ ngoài cửa sẽ rơi lệ đầy mặt chỉ là không rõ bởi vì cảm động hay là tức giận nói thì dài nhưng hành động mới qua vài giây nặc nặc cũng đã nhảy lên lưu ly thanh bình chậm rãi quan sát mối nối với mảnh ngọc vỡ bản bản bên cạnh nhìn thấy nhìn không được nhắc nhở nói nặc nặc lão đại nói đừng có làm hư chiếc bình mày tháo mảnh ngọc ra là được trầm lời còn chưa dứt cửa sổ đã bị phá tan bởi lực từ bên ngoài mảnh thủy tinh văng ra tung téo như phim hành động một bóng đen thuận thế nhảy vào trong không đợi mấy đồ điện kịp phản ứng hắn đã không hề do dự lấy tay chộp tới lưu ly thanh bình nặc nặc lắp bắp kinh hãi vội vàng vận khởi nhiếp hồn ma âm quát to nằm xuống một câu này chỉ là thuận miệng thế nhưng kẻ tập kích lại thật sự ngãn ra rồi theo bản năng nằm úp sấp trên mặt đất thấy một màn như vậy mấy đồ điện không khỏi đưa mắt nhìn nhau nặc càng kinh ngạc nhìn không được lẩm bẩm nói sao lại thế này Rốt cuộc là kẻ này quá yếu, hay nhiếp hồn ma âm của ca đột nhiên trở nên mạnh mẽ vậy? Bát giác, khốn khiếp, không đợi nó kịp phản ứng, kẻ tập kích nằm úp sấp trên mặt đất đã lần thứ hai nhảy lên, hướng về Lưu Ly Thanh Bình chụp tới. Bản bản làm sao có thể để cho hắn dễ dàng đắc thủ như thế? Trong chớp mắt đã biến lớn lên vài mét, tựa như một tấm thép lớn quét ngang đến. Kẻ tập kích kia hoàn toàn không sợ, chiếc quạt trong tay thay đao chém ra, đụng cùng một chỗ vào bản bản. Cả hai bên nhất thời không ai làm gì được ai, làm sao có thể? Tiên Thiên ấn nhãn hiệu cục gạch lần đầu tiên thất thủ, Bản Bản cũng không khỏi ngẩn ra, nhưng chính nhờ dịp đôi bên giằng co này, diện mạo kẻ tập kích rốt cục lộ rõ dưới ánh đèn. Nghiêm khắc mà nói, hắn cũng không thể xem như nhân loại, mặt dài đỏ thẫm, cái mũi dài như Pinocchio, thân hình giống như vượn tay dài, trong tay nắm lấy quạt tròn, sau lưng còn có một đôi cánh, Thiên Cẩu, sau phút ngạc nhiên, Bản Bản lập tức hô lên tên của yêu quái này, Thiên Cẩu hay Tengu, quái vật rất thường thấy trong các manga Nhật. Về chi tiết mời xem thêm tại http 2 2 vduv mi com gạch chéo 2015 gạch chéo 12 gạch chéo tengu chấm vác gạch ngang tengu html Cái gọi là thiên tẩu, là một trong những yêu quái ai ai cũng biết. Trong truyền thuyết nó bình thường ở trong núi sâu, có quái lực cùng siêu năng lực đủ khiến người khó có thể tưởng tượng, quạt tròn trong tay có thể gọi gió lớn, chẳng qua nghe thì nghe, nhưng đột nhiên thấy loại yêu quái trong truyền thuyết này xuất hiện, mấy đồ điện vẫn không khỏi ngạc nhiên ngây người, bác giác đưa đưa lưu ly thanh bình cho ta không có hứng thú nói nhảm con thiên cẩu này gào lên bức lui bản bản duỗi tay chụp lấy lưu ly thanh bình lực lượng của nó rất lớn việc có thể lấy nhục thân đối kháng với bản bản đã đủ chứng minh sức mạnh của nó chẳng qua không đợi nó chạm vào lưu ly thanh bình nặc nặc lại đột nhiên nhảy lên quát lớn lăn tròn khốn khiếp ngươi nghĩ rằng ta sẽ thấy đối phương còn dây dưa thiên cẩu nhất thời quay đầu gầm lên nhưng mà hắn còn chưa kịp vung quạt lại thật sự theo bản năng mà lăn tròn tại chỗ một vòng làm ra tư thế chỉ có chó con mới có thể làm, qua qua bên cạnh thấy thú vị, nhìn không được hiếu kỳ nói. Ô, kẻ này chẳng lẽ là có, sao lại nghe lời như vậy, nó nhảm, thiên cẩu vốn là chó, mày không thấy trong tên nó có một chữ cẩu đấy sao, nặc nặc tức giận trừng mắt liếc nó một cái kinh bỉ, mà lúc này thiên cẩu kia cũng sớm đã tỉnh lại, giận dữ hét to một tiếng rồi bật dậy, tóm một chiếc bàn cạnh đó mà ném đến, lực lượng lớn đến kinh người, trong tiếng nổ vang, mấy đồ điện vội vàng né qua, nhưng tiếng đánh nhau hiển nhiên đã quá lớn chỉ nghe tiếng hô quát chợt vang lên ngoài cửa mấy chục thần quan nhất thời chen chúc chạy vào mà khi nhìn thấy tình hình bên trong thần điện thì nhất tề hóa đá các ngươi các ngươi hiển nhiên vẫn không rõ tới cùng xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy mấy đồ điện cùng thiên tổ trong truyền thuyết lão thần quan sợ run vài giây sau rốt cục run rẩy quát bắt lấy bọn chúng bắt lấy bọn chúng chuồng mắt thấy đám thần quan dơ pháp khí chuẩn bị ra tay mấy đồ điện cùng thiên tổ thật ăn ý ngưng chiến rồi không chút do dự quyết định chạy đám hoa hoa vừa may đang đứng sát cửa sổ không chút do dự nhảy ra ngoài còn thiên cẩu kia thì trực tiếp đập cánh phá vỡ nóc nhà mà bay đi lão thần quan tức giận đến cả người run rẩy sắc mặt xanh mét chợt quát lên đuổi theo đám yêu quái này dám lẻn vào thần xã triệu hoán toàn thể thần quan xúc động đuổi tới chân trời góc biển cũng phải bắt được bọn chúng dạ mấy chục thần quan không người lĩnh mệnh không chút do dự theo cửa sổ nhảy ra ngoài theo tiếng hét vang của họ có hơn 10 cảnh vệ từ hai bên cũng ập tới, đèn pha được bật lên nhất thời khiến phạm vi không gian mấy trăm mét sáng như ban ngày, nhìn một biển người đuổi theo sau, lại ngẩng đầu nhìn thiên tổ cưới gió mà đi, hoa hoa nhịn không được oán hận nói. Tại sao lại đuổi theo bọn ta, khi dễ bọn ta không thể bay sao? Xa xa, nhanh tới cứu người. Không, là cứu yêu, bầm, lời còn chưa dứt, tiếng mô tô chợt vang lên, một chiếc xe xích lô gắn động cơ từ bụi cỏ chạy ra. Lên đê. Mỗi đứa 5 đồng, Chê đắt thì đợi xe buýt, chương 138, đừng nghĩ xích lô không phải là xe. Đối với thần xã Asama cũng nhiều thần quan tại đó, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, thậm chí còn hỗn loạn đến không tưởng nổi, thành thật mà nói, mấy đồ điện này an bài viện quân tiếp ứng cũng không lạ, nhưng nếu tới tiếp ứng là một chiếc xích lô cũ nát thì, cái gì kia, chiếc xích lô này lại còn biết nói tiếng trung khẩu âm Bắc Kinh, bát giác, khốn khiếp. Bắt lấy chúng nó, sau nháy mắt kinh ngạc, vị lão thần quan kia nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền trượng lên, chỉ nghe một tiếng ngâm nga khẽ, hơn 10 luồng sáng mờ bay lên trời, sau đó tự như mưa rơi mà ào ào hạ xuống, bao phủ trọn lấy không gian mấy mét trên đất, mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng hét lên một tiếng, nháo nhào lao lên xe, chỉ sợ mình bị bỏ lại, cơ hồ đồng thời, cơn mưa ánh sáng đã rơi xuống, nhìn như không chút nguy hại thế nhưng lại khiến toàn bộ vật thể bị nó chạm phải dập nát, qua oa hú lên quá dị, nhảy đến trên đầu xe há mồm phun ra, một trận cùng phong mãnh liệt thổi qua, nhất thời khiến cơn mưa ánh sáng kia bị tứ tán mà nương theo lỗ hổng mới xuất hiện, xa 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 nhất thời toàn lực rồ ga, vọt như bay ra ngoài, bát giác, khốn khiếp, lão thần quan giận tím mặt, chợt cắn chớp lưỡi phun một tia máu lên cây quyền trượng, chỉ thấy một tiếng vang kịch liệt, quyền trượng giống như có sinh mạng bay lên trời, trong hào quang bao phủ nó hóa thành một con ngũ trảo kim long, trồng vàng năm vuốt, hướng phía xa xa cấp tốc đuổi theo, mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng hô. Nặc nặc, đến mày, cút. Tại sao là ca, nhìn thấy kim long dương nanh múa vuốt, nặc nặc thực ấm ức than thở nói, qua qua dùng ánh mắt sùng bái nhìn nó mà nói. Hỏi thừa, bởi vì chú rất có duyên với động vật, như hồi gặp con chó ngao Tây Tạng ấy. Mau, nó đuổi đến rồi kìa, trong tiếng thét chói tai, Kim Long đã rít gào đuổi tới trong gan tất. Bị mấy đồng bạn vô lương tâm đẩy ra chịu chết, nặc nặc đáng thương chỉ có thể mượn gió mà nhảy người nóc xe, vài giây sau, nó chợt hướng Kim Long mà bật camera 360 lên. Rồng ngoan, cười với đại gia mộ cái nào, thật tươi vào nhé flash lóe lên, lại được nặc nặc dùng yêu lực thúc giục, cơ hồ có thể ngang với ánh sáng từ tia sét. Kim Long kia chỉ cảm thấy hoa mắt, không tự chủ được quay đầu đi, mà trong một tích tắc này, một tấm thép lớn đã từ bên hông nó quét tới, chỉ nghe tiếng rít dài vang vọng, con Kim Long xui xẻo cứ thế bị đánh bay ra ngoài, rồi biến lại thành cây quyền trượng mà rớt xuống đất, té thôi, đứa ngốc mới lưu lại thừa nhận lửa giận, xa xa chợt da tốc chạy như bay, một đường sóc nảy hướng về dưới chân núi sông đi, mấy đồ điện bị sóc lắc đến muốn rời ra từng mảnh, chỉ có thể bám thật chặt lấy xa xa. Hoa hoa còn thiết chút nữa bị văng xuống xe, hét ầm lên. Cái xe chết tiệt. Sai mày không biến hình khác, ca vẫn tương đối thích Dogger Tomahawk, đừng dài dòng. Ba bánh còn nhanh hơn hai bánh, đánh chết cũng không chịu đổi tạo hình, chiếc xe xích lô công nghệ cao cứ như vậy một đường lão đảo đi, giống như ôm quyết tâm xe hủy yêu vong, trung ầm ầm lao xuống chân núi, mấy chục thần quan trợn mắt há hốc mồm sắm vai người xem, thẳng đến lúc này mới ngạc nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức hô to gọi nhỏ đuổi theo, xa xa có tiếng còi cảnh sát hú vang cả bầu trời, chính là ai cũng không có chú ý tới, trong bụi cỏ gần đó còn có một thanh niên trẻ đang bất lực mà ngửa mặt thở dài. Biết ngay mà, bọn nó lại làm hỏng việc rồi, chúng ta làm hỏng việc rồi sao, cơ hồ đồng thời, trên chiếc xe đang xông lên đường cao tốc, bản bản cũng đang mê hồ hỏi như vậy, mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, hình như cảm thấy rất xấu hổ, có điều nặc nặc vẫn cãi bướng nói. Nói bậy, chúng ta sao lại làm hỏng việc được, chỉ là tạm thời. Quái, sao lại có nhiều xe cảnh sát như vậy, giờ khắc này, hơn 10 chiếc xe cảnh sát từ phía trước chạy như bay mà đến, còi hú tung trời, đèn pha chiếu lên quốc lộ một khoảng sáng như tuyết, xa xa theo bản năng cấp tốc phanh lại, trong tiếng kíp chói tai vội vàng quay đầu xe, thế nhưng không đợi nó chạy được mấy mét, đã thấy mấy chục thần quan lố nhố theo sơn đạo chạy tới, hai bên hợp lại vây như vậy, nhất thời đem bốn đồ điện vây kín, coi như mọc cánh cũng khó bay, lão thần quan kia tuy rằng tu vi thâm hậu, nhưng dù sao tuổi già sức yếu, đuổi lâu như vậy khó tránh khỏi đuối sức, thở hổn hển quát. Bát giác, khốn khiếp. Các ngươi dám, lời còn chưa dứt, ông ta đã không tự chủ được lách mình sang một bên, bởi vì chiếc xích lô đang rơi vào đường cùng kia lại đột nhiên da tốc lao như điên đâm thẳng tới, nhìn tường trắng từ mấy chục thần quan trước mặt, nặc nặc trèo lên đầu xe, bật loa ngoài quát mở đường. Tránh ra. Tất cả mau tránh ra cho ta. Người nào thích cảm giác mạnh cứ lao tới đây. Không sợ chết thì mau nhường đường. Nó nói cái gì thế, hiển nhiên không hiểu tiếng Trung, mấy chục thần quan đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng không chút do dự ngâm sướng pháp chú thế nhưng mắt vừa thấy hào quang ngũ sắc xuất hiện xa xa lại đột ngột phanh lại Quái dị đem đuôi xe nhắm ngay đông đảo thần quan trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người động cơ xe toàn lực phát động tạp âm khói xe đồng thời bốc lên khói đen cuồn cuộn bốc lên rồi theo gió lan rộng đám thần quan che miệng mũi ho khan liên tục mắt đỏ kè chảy ra nước mà càng thêm kinh cũng là không biết tại sao mùi xăng dầu lại nồng như thế làm người ta chỉ ngửi một chút là cả cơm chiều cũng muốn phun ra tránh ra mau tránh ra không đợi lão thần quan hô quát lần thứ hai đông đảo thần quan chịu không nổi loại công kích này liền ào ào tản hết làm gì còn cái gọi là tường thịt chỉ nghe bờ một tiếng xa xa sớm mang theo đồng bọn phi vọt qua mấy thần quan hơi chậm chân nhất thời bị gió bô xe chấn bay cả người ra xa sợ rồi hả các cu nhìn phía sau một đám chật vật không chịu oa oa dương dương tự đắc mà hét vọng lại bi bi các chú nhé đông đóm mà đòi đỏ sáng với ánh trăng dù là đặc nhiệm svdat gặp bọn ca cũng chỉ có tắt điện nữa là các chú trong tiếng kêu gào vọng lại, chiếc xe xích lô gắn mô tô chạy như bay trong đêm, dọc đường cao tốc mà chạy vào nội thành Tokyo. Phía sau chúng nó là xe cảnh sát cùng thần quan đuổi theo không rời, cả ngọn núi Phú Sĩ cũng bị tiếng ồn ào đánh thức. Chẳng qua, mắt thấy ánh đèn thành phố dần dần xuất hiện trong tầm mắt, bản bản lại rốt cục nhìn không được hỏi. Ê, vì sao chúng ta lại trốn vào nội thành? Lão đại đang chờ ở khách sạn, rất đơn giản. Bởi vì nơi này đông đúc sẽ khiến chúng ta trốn dễ hơn. Qua oa lung la lung lay đứng trên đầu xe chỉ dẫn đường đi, đồng thời cũng không quên giải thích nói. Không nói chúng ta nếu chạy tới khách sạn sẽ làm lão đại bị nghi ngờ, mà quan trọng hơn là, là cái gì, bản bản vẫn không rõ, mê hoặc hỏi, qua oa cùng nặc nặc đối mắt nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời hồi đáp. Là phía trước có một xưởng phim sản xuất AV rất lớn, hồi sáng lúc tới Tokyo bọn ca đã để ý chỗ này, cho nên. Làm sao có thể vào đến Bảo Sơn mà về tay không chứ? Chúng ta nhất định phải hoàn thành sứ mệnh lão đại giao phó mới được, Hắc gì, giờ khắc này, Trần Mặc đang lặng lẽ trở lại khách sạn nhịn không được hắt hơi một cái, mà trên cung đường cao tốc ngoài tầm mắt của hắn, Nặc Nặc đang dùng khả năng suy đoán siêu cường của mình mà phán. Các chú nghĩ đi. Tại sao lão đại lại muốn đến Nhật Bản? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì mảnh ngọc kia sao? Không, tuyệt đối không. Bằng việc quen biết lão đại nhiều năm, ca khẳng định mục đích thực sự của anh ấy là, không sai. Chính là như vậy, mấy đồ điện không hẹn mà cùng hô lên, cũng không có cách nào kỳ thật tứ đại linh vật trong sáng thuần khiết như chúng ta thật sự không thích hợp đi làm chuyện này, thế nhưng lão đại đã tận lực cầu xin như vậy thì chúng ta cũng đành cố mà giúp anh ấy một lần, biện luận thật quá xuất sắc, lúc này đây trần mặt không phải là hắt hơi, mà là cảm thấy cả người rét run. nhưng chuyện để cho hắn cảm thấy bất an còn ở phía sau, bởi vì bản bản lại hỏi tiếp. Nhưng mà dù là ý lão đại thì chúng ta đi cướp AV cũng không tốt lắm đâu, ngu thế. Ai nói chúng ta muốn đi cướp AV, ngẩn ra, qua qua trừng mắt liếc bản bản một cái, ngay lập tức khiển trách không có tiền đồ, chẳng lẽ chúng ta thật vất vả đến Nhật Bản một chuyến chỉ để cướp mấy cái đĩa AV sao, hả, bản bản thực hổ thẹn loạn choạng, đột nhiên cảm giác mình sai lầm rồi, quả nhiên ngay sau đó, qua oa liền thật cường hãn thốt ra một câu. Ca nhớ đã có người từng nói, cho người con cá không bằng cho kẻ đó cần để câu. Cho nên ca thấy chúng ta dứt khoát cướp luôn diễn viên AV về, các chú thấy sao, hay. Thật là quá hay, không đợi oa oa nói xong, mấy đồ điện đã liên thanh khen ngợi, chỉ kém hô to anh Minh thần vũ nặc nặc ánh mắt nhìn xa trông rộng, ngay lập tức liên tưởng đến tương lai tốt đẹp. Có đạo lý. Nếu chúng ta có thể đem Sora Aoi, cây Matsushima các nàng về, hơn nữa bằng kỹ năng sáng tác kịch bản của ca cùng nghề quay chụp của bản bản, không phải là muốn gì có đó sao? Đúng rồi, quay xong còn có thể đem bán, kèm theo cả DVD do các nàng ký tên, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bốn đồ điện thực chỉnh tề nhìn lên trời cao, chỉ cảm thấy vô vàng tinh tú đều biến thành đô la với kim cương yên tĩnh tưởng tượng viễn cảnh huy hoàng một lúc lâu sau, cảm nhận được gió lạnh thổi tới, bốn đồ điện không hẹn mà cùng gật đầu nói. Quyết định thế đi. Bản bản, mau tra toàn bộ địa chỉ của các idol nổi tiếng nhất. À khoan, trước hết chúng ta tới xưởng phim kia cướp sạch khởi động đã, chương 139, cướp sạch sẽ. Bối cảnh, đêm khuya, trên phố lớn, thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Cảnh đêm lúc này hơi có vẻ quạng cu ẻ, không mấy bóng người qua lại, trái ngược hẳn hẳn vẻ nhộn nhịp ban ngày. Một người đàn ông say khướt, tay sách theo chai rượu đang thất tha thất thểu bám vào vách tường mà di chuyển trong miệng thỉnh thoảng lại nghêu ngao hát khiến chốc chốc lại có tiếng chửi mắng phát ra từ những ngôi nhà cạnh đó nhưng cho dù bị mắng như thế hắn vẫn mắt nhắm mắt mở mà phản bác kêu cái gì mà kêu ông mày thích thì hát chúng mày là cái quái gì chửi chưa hết câu hắn đột nhiên ngẩn ra ngạc nhiên quay đầu nhìn phía đằng xa trên con hẻm yên tĩnh đột nhiên không tiếng từ đâu thổi tới một trận cuồng phong rồi mơ hồ truyền đến tiếng rít liên tiếp bản năng nhận thấy được không ổn gã say rùng mình một cái rồi biết điều mà lùi về sau hai bước, cơ hồ đồng thời, một chiếc xe xích lô có gắn động cơ chạy như bay mà đến, cuốn theo gió lạnh đập vào mặt hắn, khốn khiếp, xoa xoa mặt lớn tiếng chửi, nhưng khi mà gã say nhìn rõ chiếc xích lô kia thì lập tức kinh ngạc há to miệng, nói đùa sao? Chiếc xích lô kia lại có thể tự động chạy, hơn nữa tốc độ kinh người. Dùng sức xoa xoa con mắt, gã say vội vàng nhìn lại, thẳng đến khi xác định chính mình không có nhìn lầm, yêu quái. Yêu quái, vài giây ngạc nhiên qua đi, hắn nhất thời thất kinh hét ầm lên, nhưng tiếng kêu gào còn chưa tắt, đã thấy hơn 10 chiếc xe cảnh sát theo sau chạy như bay mà đến, có cả máy bay trực thăng rọi đèn pha sáng trắng, tạo thành gió lốc cuồn cuộn đuổi theo sau, trong nháy mắt, đội nhân mã này đã xông qua phố dài, biến mất trong bụi khói, mà thẳng đến lúc này, cả dãy nhà dân trên phố mới lục tục bật đèn, thò cổ ra ngoài ngóng, con mẹ nó. Chúng ta cũng không phải mỹ nữ, sao bọn chúng đuổi nhiệt tình thế nhỉ? Bỏ qua hoạt động tiếp theo của dãy dân cư đằng sau, giờ phút này mấy đồ điện đã sớm bị đuổi gấp đến thở hổn hển nhìn không được quay đầu lại oán thán qua oa ngoái lại nhìn đèn hiệu cảnh sát đặc trưng phía sau thực bất đắc dĩ thở dài khó trách mọi người đều nói người nhật bản làm việc rất chăm chỉ dù sao bắt được chúng ta cũng làm gì có tiền thưởng chứ đúng thế đúng thế mấy đồ điện liên tục phụ họa hận không thể in truyền đơn bất bình thay cho đội cảnh sát tăng ca không được tăng lương này mà nếu chỉ có cảnh sát thôi còn đỡ mấu chốt là đám thần quan kia lại còn có pháp lực hơn nữa ven đường còn hô hào đồng bọn giống như đàn kiến mà tụ lại càng ngày càng nhiều. Tứ đại linh vật vốn quen hội đồng người khác, đương nhiên biết hương vị của bị hội đồng không thể nào gọi là tốt được, cho nên chỉ có thể một đường chạy trối chết. Bất tri bất giác đã vượt qua 80 km vào đến nội thành, mở nó chứ, nếu không phải vì cướp AV, ca còn lâu, buồn bực lẩm bẩm, qua oa nhìn thấy trước mặt là ngã tư, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Bên trái, hướng bên trái đi, chính là cái chỗ có cửa màu hồng sáng đèn nê ông đấy, thực hiển nhiên, nếu những cảnh sát kia biết mục đích của mấy đồ điện đã mang theo bọn họ chơi cút bắt tới mấy giờ này có lẽ sẽ lập tức đấm ngực hộc máu thành vòi mà cũng chính là lúc này sau khi cấp tốc ngoặt đầu xe chuyển hướng xa xa đột nhiên nhúng mình rồi nhảy bật lên cao đến mấy mét sau đó nấp trên mái nhà che khuất tầm mắt đội đang đuổi sát điếc đợi khi nó hạ xuống đất xuất hiện lần nữa thì đội nhân mã kia cũng đã biến mất tại ngã tư đằng xa chỉ còn vọng lại tiếng còi cảnh sát hú không ngừng lại biến rồi cái xe kia thật sự chỉ là xích lô sao cảm thái lên như vậy cảnh sát cùng thần quang cũng không quên tăng tốc truy đuổi đằng trước chỉ trong chốc lát cả một con phố ồn ào nhộn nhạo theo tiếng còi cảnh sát xa dần mà trở về vẻ yên tĩnh đúng với cảnh đêm mà đợi cho tất cả về lại bình thường từ một góc tối đột nhiên truyền tới tiếng vang nhỏ một chiếc xe điện không hề có gì khác thường chậm rãi chạy ra hướng tới xưởng phim av cách đó không xa mà đi ầu đi ngon rồi hoa hoa hưng phấn đến độ run rẩy lên thật không dễ dàng a à. xem av nhiều năm như vậy rốt cục có cơ hội đến thánh địa cúng bái không ai được phép tranh với ca, toàn bộ băng đĩa bên trong chỗ này đều là của ca, tất cả đều là của ca. Cân nhắc đến việc qua oa, oa lại dở chứng phát tác bệnh thần kinh, nặc nặc cùng xa xa chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ bỏ qua phần thu hoạch của chính mình, chỉ có bản bản còn chút do dự lẩm bẩm. Nhưng mà chúng ta cứ thế lao vào cướp không ổn đâu. Nếu bị bọn họ phát hiện chúng ta lấy hết sạch quốc sản nước họ, có khi nào gây nên nguy cơ căng thẳng ngoại giao không? Ngu thế, chú không biết xóa dấu vết sao? Qua oa, oa tức giận trừng mắt nhìn nó một cái, lại đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hơn nữa, chúng ta đây cũng không phải là cướp bóc. Chúng ta là mang cả đi những văn hóa đang đầu độc tầng lớp thanh thiếu niên, việc này sẽ cứu lấy hàng ngàn hàng vạn con dê non vô tội, đây là chuyện vĩ đại nhường nào cơ chứ, nói đến đây, qua qua cơ hồ như mọc thêm vòng thánh mà bay lên, hình như nó sẽ lập tức tấn thăng thành thiên sứ, mấy đồ điện đối mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên không hẹn mà cùng cảm khái nói. Thiện tai, thiện tai, đúng như câu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, để cho chúng ta thay thế gian ngăn cản tràn hảo kiếp này đi tự mình cảm động đến rơi lệ đầy mặt xa xa đột nhiên phát động động cơ đâm thẳng vào cửa lớn của xưởng phim av cánh cửa vừa vỡ nát hai nhân viên bảo vệ hóa đá vài giây mới hiểu chuyện gì xảy ra nhưng không đợi bọn họ lao đến một tấm thép từ trên trời giáng xuống đã áp đảo tất cả nói nói mau hung tợn trừng mắt liếc bọn hắn oa oa giống như một gã ăn trộm lâu năm cả người đều tản ra khí tức bạo lực không nói anh sẽ lột trần hai chú ra sau đó treo lên cái đèn nhấp nháy ngoài cửa thay biển quảng cáo đây là uy hiếp rất hữu hiệu hai người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau nhịn không được cùng rùng mình một cái thế nhưng dù bị uy hiếp đến không ngừng run rẩy như thế cả hai vẫn chỉ biết kinh hãi há to miệng hình như căn bản không có hứng thú trả lời à kinh quả nhiên miệng thật cứng a à. qua oa ngẩn ra lập tức tán thưởng một câu sau đó không thèm nói lý lẽ mà xông vào đánh loạn xạ chỉ chốc lát hai người bảo vệ đã biến thành hai cái đầu heo sưng hút thế nhưng đến phút này bọn họ vẫn không cung khai Điều này làm cho Hoa Hoa nhịn không được thở dài một tiếng. Cứng rắn như vậy. Được rồi, xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu, Bản Bản, qua đây chiếu, Hoàng Châu cách cách đi, đã sớm chuẩn bị xong, Bản Bản lập tức nhảy lại đây, muốn mở phim lên, thế nhưng đúng lúc này, nó đột nhiên nghĩ tới cái gì rồi ngẩn ra. Ê Hoa Hoa. Hình như không phải bọn hắn không chịu khai, mà là chúng ta không có hỏi, nghe nó nhắc nhở như vậy, Hoa Hoa cuối cùng nhớ tới hóa ra chính mình quên mất chuyện quan trọng này mà tới lúc này hai người bảo vệ mới có thời gian mở miệng lắp bắp nói các người các người muốn hỏi cái gì nói nhảm chú nghĩ bọn anh muốn hỏi gì xấu hổ ho khan vài tiếng oa oa cố gắng cứu vãn thể diện nói tới đây đương nhiên là hỏi phim av chẳng lẽ muốn hỏi phim thiếu nhi chắc rơi lệ đầy mặt a à. giờ khắc này hai người bảo vệ ấm ức đến lệ rơi đầy mặt chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội mà đánh mắt sang hướng bên cạnh theo ánh mắt của bọn họ mấy đồ điện quay đầu nhìn lại đập vào tầm mắt chúng nó chính là từng chồng đĩa mới tinh xếp cao như núi mỗi cái bìa dưới ánh đèn yếu ớt đều toát lên vẻ dụ hoặc khó cưỡng của ca của ca toàn bộ đều là của ca sau vài giây ngạc nhiên qua oa thức thì điên cùng nhào đi lên há mồm đem đống dvd nuốt sạch miệng còn kêu gào không ngừng đĩa này tháng trước mới ra lại còn chơi cả cốt play bà mẹ nó cái gì đây tập này ca tìm đến hai tháng cũng không thấy mà toàn bộ thu hết lại cho ca làm sao còn cần nó kiểm kê phân loại nặc nặc chúng nó biết rõ đạo lý trâu chậm uống nước đục ngay lập tức như ông vỡ tổ nhảy lên chỉ có xa xa còn vẫn duy trì phong độ chậm rì rì chạy đến cạnh hai người bảo vệ cười hì hì hỏi này các chú có ai biết địa chỉ nhà riêng của sora aoi không ạ à, hai người đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ coi như chúng ta biết cũng sẽ làm bộ như không biết dùng đầu gối suy nghĩ cũng hiểu chiếc xe xích lô này muốn làm gì cứ thế qua vài phút vô số băng đĩa trên giá đã trống trơn cho dù là tổng vệ sinh cũng không thể sạch sẽ như vậy hai người bảo vệ trông thấy hết hồn thầm nghĩ ngày mai chúng ta không thể không bị sa thải, chỉ hy vọng mấy đồ điện này khoáng hết tầng một xong đã đủ thỏa mãn, ngàn vạn lần đừng, ít thế nhỉ. Không mang mấy ngàn tập phim về thì coi như hôm nay chúng ta về tay không, sợ cái gì cái đó đến, hai người bọn họ vừa cầu nguyện xong thì đã nghe oa oa oán tháng nói, không vừa ý với chút ít thu hoạch này, nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, nơi đó có một căn phòng cách âm rất kiên cố, lúc này cửa khép hờ lóe lên ánh đèn yếu ớt, tựa hồ cất giấu thứ tốt bên trong, nói. Trên kia có cái gì? hung tận xoay đầu lại, hoa hoa bày ra tư thế không nói sẽ nhai sống ngươi, không có. Không có cái gì, hai bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, chụp dạ hồi đáp, tức là nhất định có cái gì rồi, không đợi hoa hoa tiếp tục bức cung, xa xa liền kiên nhẫn phát động động cơ, gào thét phi lên tầng rồi không lòng vòng mà đụng thẳng vào cánh cửa ngoài căn phòng cách âm kia, chẳng qua nó không dự liệu được rằng cánh cửa kia chỉ khép hờ, dùng quá nhiều sức mạnh khiến bản thân mất đà lao vọt vào trong, chỉ nghe trong tiếng loãng xoảng ồn ào, cũng không biết bao nhiêu đồ đặc lĩnh kỉnh bị tông bắn hết lên trời, Mãi lúc sau tiếng vang mới dần dần lắng xuống, đệt. Sao chỗ này không khóa cửa, bụi mù dần hạ xuống, mấy đồ điện cũng leo cả lên xem, qua qua thổi thổi mấy cái cho tan cho bụi, nhìn không được quán tháng. Cái xưởng phim này phục vụ quá kém, đã không khóa cửa cũng không dán tấm biển nhắc nhở. Ơ. Ờ, các chú làm gì thế? Chương 140, qua qua là phan cuồng. Tràn ngập trong bụi khói, mấy đồ điện Ho Khang liên tục mà bước vào căn phòng, rồi khi nhìn thấy tình huống trước mắt thì nhất thời cứng đờ hết ra trong căn phòng tựa như phim trường thu nhỏ này, quay phim cùng vài tên trợ thủ đang khiên máy quay, chọn góc để tác nghiệp dưới ánh đèn sáng trưng, mà trên chiếc giường nước chính giữa phòng, một vị GAV idol đang phô bày đường cong, sóng mắt lúng liếng, bày tư thế khiêu khích, mà trước người của nàng, một diễn viên nam lỏa thể đang ôm lấy cặp đùi đẹp kia, vẫn duy trì tư thế chuẩn bị đưa quân vào chiếm đóng thành, nhìn tình hình, buổi quay chụp này đang đến đoạn cao trào, có thể lập tức diễn ra một màn hiến thân vì nghệ thuật, thế nhưng trong nháy mắt này, đột nhiên bị đồ điện xông tới quấy rầy, Bất kể là quay phim, diễn viên nam nữ hay bộ phận ánh sáng đều hóa đá tập thể, ngay cả tâm tư hô cứu mạng cũng không có. Các người, các người, căn phòng vốn đang được sưởi ấm bởi điều hòa chiều nóng, bởi vì cửa mở toan, gió lạnh tràn vào khiến nhiệt độ giảm nhanh chóng. Vị idol đáng thương mặc mỗi bộ bikini mỏng dính kia không khỏi rùng mình một cái, vội vàng kéo qua cái chăn phủ lên người, ánh mắt không giấu được vẻ sợ hãi. Bên cạnh nàng, diễn viên nam kia đang bày tạo hình cường hãn kia thì đột nhiên mặt tái nhợt lui về sau vài bước, theo bản năng che kính hạ bộ như là sợ đối phương đến cướp nam sắc, người đẹp và quái vật, dường như không có việc gì nhảy lên tiếng đến, qua qua vòng quanh người diễn viên nam kia một vòng, thần tình mê hoặc hỏi. Bản bản, mày có thấy lạ không? Chúng ta cũng đã xem rất nhiều AV, tại sao đám diễn viên nam này một người so với một người càng thêm xấu, cái này sao, mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đem nhìn sang bản bản, đợi nó giải thích, rất đơn giản, bản bản không hổ là cao thủ, không nhanh không chậm trả lời. Các chú nghĩ đi nếu diễn viên nam rất đẹp trai thì người xem sẽ không có cảm giác mình hoàn toàn có thể thay thế vào đó làm nam chính có đạo lý khó trách hiện giờ trong tiểu thuyết huyền ảo nam nhân vật chính không phải củi mục cũng là lưu manh nặc nặc nhất thời tỉnh ngộ nói bởi vậy mọi người liền gặp cảm thấy được loại hàng cấp thấp này mà có thể chinh phục thế giới chinh phục mỹ nữ thì ta đây cũng nhất định có thể chinh phục thế giới chinh phục mỹ nữ nói đến đây mấy đồ điện bắt đầu thảo luận hăng say quên bén luôn mục đích khi lao vào chỗ này giờ này khắc này trong phòng đúng là quỷ dị đến không sao tả bằng lời gã cầm máy quay kia kinh ngạc đến há to miệng camera tuột tay rơi xuống đất đập trúng chân khiến hắn gào lên đau đớn mà đại khái là bị âm thanh này kinh động vị idol kia đột nhiên tỉnh ngộ hét ầm lên tiếng thét vang vọng căn phòng nhất thời như hiệu lệnh để mọi người hỗn loạn chạy trốn đều câm miệng mắt thấy thế cục thoát khỏi khống chế xa xa lập tức quát lên một tiếng lớn người nào tiếp tục ầm ĩ kéo ra ngoài chém sau đấy thì đương nhiên là một đám nhân viên công tác lập tức ngoan ngoãn câm mồm vị idol kia thì tay bụng lấy miệng khiến cái chăn tuột ra lộ cảnh xuân cũng không hề hay biết khẽ thở vào một cái qua oa đột nhiên loạn choạng nhảy lên vòng quanh idol kia vài vòng đột nhiên kinh hô a a a a cô có phải là hatano đúng rồi cô chính là hatano bản bản sưu tập rất nhiều phim của cô giống như vì chứng minh mình không nói dối qua oa quay đầu lại nói một tiếng bản bản lập tức mở ra màn hình vài giây sau từng tập phim do vị hatano tiểu thư này đóng bắt đầu được phát lên những kia nhân viên trong phòng nhịn không được đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ đầu năm nay quái sự thật nhiều, có fan hâm mộ không kỳ quái, thế nhưng ngay cả yêu quái cũng thích xem AV, hơn nữa lại còn là fan cùng như thế. Gì kia, không phải nó muốn xin chữ ký chứ, ký tên. Ca muốn ký tên, quả nhiên ngay sau đó, Hoa Hoa liền đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, phun ra mấy chiếc đồ lót nói, lung la lung lay nhảy đến bên cạnh Hatano tiểu thư, nó thực hưng phấn ngẩng đầu lên, không ngớt lời thúc giục nói. Mỹ nữ, giúp ca ký tên, ký lên tất cả chỗ nội y này đi. Đúng thế, đúng thế, in cả dấu son môi lên nữa, cảm ơn, đã hoàn toàn hóa đá, Hatano tiểu thư đáng thương theo bản năng mà nghe theo nó làm hết từng việc, rất hài lòng thu hồi áo lót, qua qua quay đầu nhìn nhìn bản bản, cười hì hì nói. Bản bản, trở về liền tung số áo lót này lên mạng bán, một chiếc 300 đồng. Không, là 3.000 ngàn đồng, nói cho bọn chúng biết mua nhiều sẽ được khuyến mại đĩa AV gốc, không hề nghi ngờ. Nếu để cho Hatano tiểu thư đến phát biểu cảm tưởng, nàng nhất định sẽ khóc nức nở lên than thở, nhân sinh khi lên khi xuống thật sự là quá kích thích, vốn đang quay phim thì bị mấy yêu quá chặn ngang, vốn tưởng rằng sẽ toi mạng lại đột nhiên gặp được fan hâm mộ, được rồi. Ít nhất như vậy an toàn có thể đảm bảo. Chẳng qua là có ai từng gặp loại fan hâm mộ này chứ, lại có thể không nói lý lẽ bắt thần tượng ký tên chụp ảnh chung, rất có phong thái đem nàng làm cây rụng tiền, chẳng qua điều này hiển nhiên vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, mấy đồ điện thay nhau ra trận, bắt buộc Hatano tiểu thư bày ra các loại tư thế mê người, mà nặc nặc thì nhận nhiệm vụ của quay chính. Cười một cái nào? Mọi người cùng nói Konika nào, như thế nào cười được? Hatano đáng thương chỉ có thể cố nhất khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra 8 cái răng, giống cái rối gỗ bị tùy ý an bài, đợi nàng cười đến khóe miệng cứng ngắt, đang cảm thấy chính mình rốt cục may mắn tránh được một kiếp thì oa oa lại đột nhiên nghi hoặc nói. Đúng rồi, đám cười người buổi tối không ngủ đi, tới đây làm gì? Rầm, mấy người quay phim ngã lăn ra, thiếu chút nữa ném cả máy quay đi, bụng nghĩ tới tận phút này các ngươi còn không rõ chúng ta đang làm gì, đưa mắt nhìn nhau, vẫn Hatano tiểu thư bật cân quắc không thua đấng mày râu, miễn cưỡng làm vẻ bình tĩnh trả lời. Chúng tôi quay phim. Chính là loại phim mà các người vừa mở, của Hóa ra Giave là quay thế này đó hả? Lời vừa nói ra, mấy đồ điện lập tức thực có hứng thú đánh giá tình huống chung quanh, qua oa lung la lung lay lượn lờ một vòng, thỉnh thoảng lại chẹp chẹp mấy tiếng, đại khái cảm thấy như vậy còn không đã ghiền, nó đột nhiên nhảy đến bên cạnh Hatano tiểu thư, không ngớt lời thúc giục nói. Nhanh lên! Nhanh lên! Các ngươi nhanh quay cho bọn ta xem, coi bọn ta như không khí là được rồi. À, Hatano tiểu thư hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thầm nghĩ các ngươi bốn yêu quán chầm chầm như vậy, chúng ta nếu có thể làm tiếp mới lạ, chính là lo lắng đến kết cục nếu mấy yêu quái phản kháng này, nàng chỉ có thể cố mà quay đầu, đem ánh mắt xin giúp đỡ về hướng đạo diễn. Vị đạo diễn này năm nay gần 40 tuổi, đầu trọc bóng lưỡng, bộ dáng dữ tợn, tiếc là đảm lượng lại trái ngược với tướng mạo, bởi vậy chỉ ngẩn ra rồi liên tục gật đầu nói. Dạ dạ. Mọi người tiếp tục nào, quay tiếp cảnh vừa rồi, nương theo sau mệnh lệnh của hắn, quay chụp lần thứ hai được bắt đầu, tuy rằng không khí kiều diễm đã sớm không còn. Hatano tiểu thư thực ấm ức cắn môi anh đào, dưới cái nhìn soi mói của bốn đồ điện mà vẫn phải chuyên nghiệp vùi đầu vào quay trụ. Đây có lẽ là trải nghiệm nàng cả đời này cũng chưa từng có, thực hiển nhiên, dưới loại tình huống này, Nàng cùng vị bạn diễn kia biểu diễn không thể không cứng nhắc, chẳng bằng nói bọn họ đang đọc văn xuôi những từ gợi cảm, không hề có lực dụ hoặc, không được rồi. Biểu tình của hai người quá kém, đứng đấy xem mấy phút, Hoa Hoa nhịn không được ngắt lời nói, không đợi nó nói thêm, Bản Bản đã xuất đầu, lấy giọng điệu của AV đại sư chỉ điểm nói. Đúng vậy. Kịch bản cùng động tác của các người đều là từ 5 năm trước đã có, hơn nữa Hatano tiểu thư cũng không đủ nhập vai. Các người không phải là bị đẩy sang đóng vai phụ đấy chứ? Tốt xấu gì cũng hành nghề gần 6 năm, nghe phê bình không chút khách khí, Hatano tiểu thư cùng mấy vị nhân viên công tác cũng không khỏi có chút tức giận bất bình. Chính là ngay sau đó, chờ bọn hắn nghe chiếc laptop này chỉ đạo thì lại thật sự bội phục sát đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bản bản mở màn hình lên, phối hợp lấy ra mấy bộ AV kinh điển, mỗi một bộ lại lấy ra một đoạn nội dung đặc sắc, lại từ kịch bản nội dung nói tới cách diễn cho diễn viên. Có thể nói là nó đang vận dụng kinh nghiệm bản thân lẫn lịch sử ngành AV từ Nam Chí Bắc, kết hợp Trung Quốc và phương Tây, liên hệ y học, thao thao bất tuyệt nói 20 phút mới dừng lại thở vào một cái, đương nhiên những điều này mới chỉ là lý luận, chỉ thực tế mới chỉ ra chính xác được, đợi cho bản bản nói xong những lời này, đến lượt nặt nặc ra tay, nó dương dương tự đắc nói. Lại nói, ca cùng Nana nhà ca gần đây cũng có nghiên cứu, theo nhận định của ca. Nana là em công chúa kẹo đường vợ nó. Nói tới đây, nó đi một vòng quanh cái giường nước, chỉ trỏ nói. Không được. Cô mặc quá ít, cần thêm một chút. Có ai không, lấy một bộ quần áo trong suốt đến đây, sớm đã bị cả kinh sợ rung, diễn viên nam ngoan ngoãn nhường chỗ, cung kính đưa qua một bộ y phục, nặc nặc chỉ điểm nói. Cái này tạm rồi, mặc nó đi. Người ta vẫn nói cởi hết không bằng nửa kính nửa hở, cô đã đóng nhiều AV như vậy mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao, hổ thẹn đạt được đỏ bừng cả khuôn mặt, Hatano tiểu thư đáng thương ngoan ngoãn nghe theo, mà nặc nặc lại tiếp tục nói. Còn nữa, vừa rồi rên rỉ rất không tự nhiên. Không cần phải cảm thấy xấu hổ, cô phải ý thức được rằng đây là một chuyện cực kỳ thần thánh, thần tháng. Hatano tiểu thư ngẩn ra, muốn biện giải mà lại không dám, chỉ có thể thành thật nghe theo, nặc nặc lại tiếp tục chỉ đạo, từ tiếng kêu đến biểu cảm, từ biểu cảm lại đến tư thế, rồi từ tư thế nói đến, tóm lại, đợi cho hai diễn viên chính đều miễn cưỡng đủ tư cách thông qua thì nó lại lại đột nhiên thở dài, như có suy nghĩ gì nói. Đợi đã, cảm giác còn thiếu chút gì đó, các ngươi cảm thấy thế nào, thiếu cái gì, đạo diễn cùng quay phim đối mắt nhìn nhau một cái, nhưng không biết tới cùng thiếu cái gì nặc nặc lại vòng qua giường nước mấy vòng đột nhiên quát lớn a à. ca biết rồi phim của các người không có nội dung đây chính là vấn đề av không có nội dung không phải là av ho